Diệu, Bậc Thượng Phu, Điều Ngự Độ Sanh, Thiên Nhân Sư, Đấng Cha Lành, Phật Đà Trực Giác, Thế Tôn Trong Đời. Nam Mô Tham Mai Dạ. Svakato Phagavata Tham Mô Tham Măng Namasa Mi. Pháp Vi Diệu Cho Nên Kéo Dạy, Địa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền, Phật Thời Gian Chứng Vô Biên, Sắc Na Đại Ngộ, Phật Nhân Liệu Tường. Đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát khỏi vọng trần, chỉ nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Nam mô sang kha dạ Supatipanno Bhagavato sa Wakasangpo sang tăng nam ma mi. Bậc diệu hành thinh văn thức tử, bậc thực hành pháp lưỡi thiền gia, bậc như lý hành tăng già, bậc chân chân hạnh dưới tòa Thế Tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cũng tôn nghiêm, cùng nghiêm một niềm thanh chúng vô thượng phước điện thế gian. Các thành ác tại giá sâu quanh đà mi. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tâm bảo thủy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ đi vào chương trình sinh hoạt của đạo tràng. Chúng ta có được một giờ đồng hồ để sinh hoạt, gọi là sinh hoạt tùy duyên. Và 5 giờ rưỡi thì tới giờ của Vinh Pháp Hữu. À, trong cái phần sinh hoạt tùy duyên này cũng có chuyện để mà nói chứ không phải là không. Ngày hôm qua là ngày 14, sinh nhật Quỳnh thắc mắc hôm nay 14 có sám hối hay không, thì chúng tôi nói tùy duyên, có nghĩa là chúng ta làm được thiện sự giờ phút nào thì cứ làm. Thì sinh nhật Quỳnh nói là ngày hôm nay này ngày rằm, ngày của Huynh Chánh Ngộ, thì đáng lẽ là rằm 30 sám hối, nhưng mà Huynh Chánh Ngộ không thể thọ Bát Quan Trai hay là vì một lý do gì đó, hôm nay Huynh Chánh Ngộ vẫn là xin thọ trì ngũ giới. Thì xin thế nào thì chúng ta cũng phải thích nghi như thế đó. Hôm nay là ngày rằm, thay vì thọ Quan Trai giới thì Huynh Chánh Ngộ thọ ngũ giới. Bởi vì cái ngày của quý vị là quý vị theo khả năng của mình, không thể thọ trì được coi như là Bát Quan Trai giới, nhưng mà mình đọc hôm nay là đọc Bát Quan Trai nhưng mà mình không nghiêm trì được thì đó là một sự dối lập. Thì khả năng của chúng ta ai ăn thì nấy no, đối với đạo Phật có tinh thần tự giác không bắt buộc ai. Khả năng của mình, cái ly của mình chứa chừng đó, cái khạc của mình chứa chừng đó, thể tạng của mình ăn được có bao nhiêu đó thì theo cái khả năng của mình. Chứ ở đây không bắt buộc tu cao tu thấp gì hết, mà do cái bản la mật của mình đã tạo trong quá khứ nhiều hay ít để là nó trợ duyên cho mình. Nhiều khi thấy nhỏ nhỏ như vậy mà có vỏ, tức là chứng tỏ rằng cái bản la mật quá khứ mạnh quá đi, hỗ trợ người này tai qua nạn khỏi, hỗ trợ cho người này được hưởng may trong cuộc sống. Thì như vậy cái sự tu tập của chúng ta, mặc dù cái ngày hôm nay là ngày Bát Quan Trai, nhưng mà chúng ta có thể nguyện, đâu phải là cái hình thức đọc như vậy là chúng ta nghiêm túc thọ trì, mà cái nghiêm túc thọ trì là chính tự tâm của chúng ta, chính tự tâm của chúng ta. Thế này cái vấn đề hôm nay là vấn đề tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là chúng ta sinh hoạt đúng lúc đúng thời trong vòng một tiếng đồng hồ này, trong cái sự tùy duyên. Mà tùy duyên
Thì khi nãy Minh Minh Tâm mới đến với đạo tràng và chát lên: hôm nay là ngày của cha, happy birthday, hôm nay là ngày của cha. Huynh Minh Tâm cũng có gia đình làm cha nè, Huynh Chánh Ngộ cũng có gia đình làm cha thì như vậy ngày của cha là ngày mà mọi quý vị bên tín nữ, nhất là Sư Nhật Quỳnh, Sư Hồng Nhật, Sư Nguyệt Ta, Sư Trần Tư, Sư Thí An Lạc hãy ngồi im để nghe ngày của cha. Và ngày của cha tức là ngày của Huynh Chánh Ngộ, của Huynh Minh Tâm có ý kiến quý vị không được có ý kiến, bởi vì ngày của cha thì hôm nay Huynh Chánh Ngộ cũng đã làm cha nè, Huynh Minh Tâm cũng đã làm cha nè, thôi để cho hai cha này đi, hai cha này coi như có ý kiến, bởi vì tuy nhiên là có đúng lúc đúng thời, quý vị đồng ý không? Thì hôm nay ưu tiên cho Huynh Chánh Ngộ trước, bởi vì trong cái ngày hôm nay là cái ngày đầu tuần Huynh Chánh Ngộ đến làm trách nhiệm bổn phận của mình, cho nên phải ưu tiên cho Huynh Chánh Ngộ trước, rồi tới Huynh Minh Tâm, ngày của cha. Vậy thì Huynh Chánh Ngộ rồi Huynh Minh Tâm nói lên cái trách nhiệm bổn phận làm cha như thế nào đối với con cái, đối với vợ con ha. Rồi bây giờ chúng ta nghe Huynh Chánh Ngộ ha, xin mời. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mài, Nam mô Sang Khai. Con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ, con xin chào quý vị đạo hữu. Ngày của cha, cái đó là Huynh Minh Tâm nói với con, cái ngày này con không biết. Này không biết thì không biết cái ý nghĩa nó như thế nào, rồi lên nói tầm bậy bạ. Không có đúng. Thì con không biết ở Mỹ ngày của đàn ông hay ngày của cha nó duyên cớ nó do đâu, và cái ngày đó thì người ta kỷ niệm nhằm mục đích gì. Thì mình ví dụ nhập gia tùy tục, mình thấy cái văn hóa đó nó hay thì mình làm theo ra sao thì nó con không biết. Thì một số nước Âu như nước Nga này nó cũng có ngày làm cha, thì con được biết thì ngày ngày của cha đó người ta gọi qua là ngày ngày dành cho đàn ông, nhưng mà người ta lấy cái ngày đó là cái ngày mà cái Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức, thì để kỷ niệm chiến thắng phát xít thì người ta gọi cái ngày đó là ngày của đàn ông. Tại vì nhiều cái người lính đã hy sinh, người ta không muốn gọi cái ngày thương binh liệt sĩ như mình muốn dự định tới đây, nghe nó nặng nề, nó buồn tẻ quá. Người ta gọi cái những cái người đàn ông đã hy sinh trong chiến trận, nó ngày của người đàn ông, người ta cũng không nói là ngày làm cha, ngày của cha vậy đó. Người ta nói ngày ngày của đàn ông, tại vì có ngày của phụ nữ rồi. Đó, thì người ta kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít với sự hy sinh của nhiều người lính, người ta gọi là ngày đặc của đàn ông. Đó. Thì còn cái ngày của cha này ở Mỹ sao thì con không biết. Đó. Còn sư hỏi cái trách nhiệm làm cha thì trách nhiệm đối với gia đình, tức là đối cụ thể là đối với vợ với con như thế nào, thì con trả lời câu hỏi này thì mình sống giống như sống thì theo pháp thôi, tức là được dạy một người nương tựa tam bảo thì mình nên sống thế nào, mình áp dụng vô đời sống gia đình mình cũng được. Cũng như ngũ giới thì mình sống trong gia đình thì chuyện ngũ giới vẫn được, thì mình hướng vợ con mình biết lợi ích cái đó hướng theo. Còn cụ thể thì cái hay nhất con được nghe đó là sự bố thí,
Tức là một người Phật tử có cái thực hành cái hạnh bố thí, thì trong gia đình thì chúng ta cũng bố thí, là quan tâm giúp đỡ những thành viên trong gia đình, thì có sự bố thí thì mới nhận được sự tôn trọng những cái thành viên khác. Mình bố thí cho con mình sự quan tâm, chăm sóc, thời gian, vợ mình cũng vậy, thì cái hạnh bố thí thì mình thực hành được trong gia đình thì nó sẽ giúp cho mình làm tròn trách nhiệm, những vai trò, những bất cứ vai trò nào chứ không phải là người cha, người vợ, người con đều vậy. Mọi người có thực hành cái hạnh bố thí với nhau thì sẽ tròn trách nhiệm thôi. Và bây giờ con xin xuống mic, con xin nhường mic lại với Minh Tâm chia sẻ thêm cái thông tin này. Một cái ngày của cha, ngày đàn ông gì ở bên Mỹ thì con không có biết, con không có chia sẻ thêm thông tin. Dạ, sa thủ huynh chánh ngộ. Dạ, ngày phá ra đê thì theo như thông tin của mít từ Google, gọi là Wikipedia, thì có nói là đại khái là vào năm 1908 đó. Dạ, thì ở West Virginia người ta tưởng nhớ đến những người làm và đào mỏ đó, nhà đào mỏ rồi bị chết, nhà bị chết rồi để lại con cái là mồ côi. Thời đó thì đàn ông làm việc nhiều, thì người ta làm cái ngày kỷ niệm, tức là những người cha đã gian khổ mà kiếm tiền để nuôi con rồi thì mất nhà. Rồi sau đó thì tới năm 1957 thì được đi vào trong luật, luật của nước Mỹ, là cái ngày đó là ngày Faraday, cái ngày cái chủ nhật thứ ba. Mỹ nó hay đếm vào cái thứ chứ nó không có tính theo cái ngày như ở những nước khác. Là nó mỗi năm cái ngày nó khác nhau, tức là cái ngày chủ nhật thứ ba của cái tháng 6. Tức là không phải cái chủ nhật đầu mà cũng không phải chủ nhật thứ hai, mà nó rớt vào cái chủ nhật thứ ba và của tháng 6. Thì ngày đó gọi là cái ngày mà chúng ta đại khái nhớ đến công ơn của người cha. Thì quý vị biết rồi, Việt Nam mình thì có câu là công cha như núi Thái Sơn. Thì núi Thái Sơn mình cũng không biết là nó có cao bao nhiêu. Nhưng mà nó núi thì tức là nó cũng cao rồi, nó cao rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái công, cái công của người cha, thì cho nên người ta có một cái ngày, ví dụ thấy giống như Việt Nam mình thì có ngày rằm tháng 7, thì cái ngày là cái ngày của mẹ. Thì ở Mỹ thì cũng có ngày Mother Day là ngày của mẹ. Còn hôm nay là nó là phá rồi đê, tức là ngày của cha. Thì thật sự thì chúng ta cũng thấy rồi, thì sinh ra trên đời thì có cha với mẹ, cha với mẹ. Thì ngày hôm nay mình nói cha đi ha, mình cứ cộng thêm mẹ này, đó là mất thời giờ, không nhiều thời gian. Thì thấy rằng trong cái cuộc sống, thì chúng ta phải hiểu nó gọi là nhân duyên, như là hôm nay chúng ta sinh hoạt tùy duyên, tức là nó thấy cái chữ duyên. Chữ duyên đây thì chúng ta thấy nó do xuất phát từ quá khứ, những cái gì quá khứ rồi nó dẫn đến hiện tại, thì nó trổ quả ở hiện tại, thì chúng ta gọi là duyên. Thì khi mà mình có một người cha, rồi có một người mẹ, thì tất cả nó đều do cái duyên, gọi cái duyên. Thì thường đó, người ta ít có ca ngợi người cha, là vì quý vị biết người cha thì không có nhiều, có nhiều người thì quý vị thấy rằng là coi như họ không biết. Đương nhiên thì cũng có sự trợ duyên của người cha.
tức là làm cho người mẹ có bầu, nhưng mà nhiều khi họ lại không có biết người cha, cho nên ở Mỹ này nó có gọi là single mom. Single mom tức là làm mẹ mà độc thân, mẹ mà độc thân bây giờ nó không có cha. Mà đương nhiên tức là cũng phải có sự trợ duyên của người cha thì mới mới có đứa con. Rồi về sau này thì chúng ta thấy nền khoa học cũng tối tân, nghĩa là người ta sinh cái tinh trùng và sinh cái tinh trùng của một người nào đó thì cũng phải có cái người đó họ cũng trợ duyên, dù rằng là cái người mẹ này tự sinh rồi sanh ra đứa con, thì được cũng có một cái phần trợ duyên. Vậy thấy rằng trên thế gian này cái gì cũng phải có cái duyên cả, và dạng pháp vô duyên. Thành thử ra người mẹ đó thì được ca ngợi nhiều hơn, bởi vì dù muốn dù không thì cũng phải mang thai 9 tháng 10 ngày hoặc sớm hơn, như khi 7 tháng gì đó, thì nó cũng một thời gian thì người mẹ nó dễ thấy. Còn người cha nó trợ duyên như mà Tâm nói đó, có những người họ họ chỉ cho cái họ chỉ cho cái tinh trùng thôi, thì như vậy thì họ cũng có trợ duyên, tức là cũng làm cha, bởi vì không 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 có tinh trùng không được. Thì nó rất là nhiều cái trợ duyên, cái thấp nhất tức là chỉ cho tinh trùng mà thôi nha, ngoài ra thì chẳng biết gì cả nha. Rồi nó sẽ tăng lên từ từ nha. Có người thì giúp đỡ người mẹ trong thời gian mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, rồi có người thì nuôi con được 1-2 ngày, 1-2 tháng, 1-2 năm, và có người thì họ nuôi tới mấy chục năm nha, nuôi tới mấy chục năm. Thì quý vị thấy tất cả mọi cái nó là cái dòng nhân duyên, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy, cho chúng ta đừng có cứ khăng khăng, cứ khăng khăng một cái gì đó, bởi vì trong quá khứ chúng ta làm vô số việc, cái nghiệp thiện nghiệp ác nó rượt chúng ta, thì bây giờ chúng ta hiện diện ở trên thế gian này thì cũng phải có cái duyên của người cha và cái duyên của người mẹ, ít hay nhiều, nhưng Minh Tâm giải thích tùy theo cái dòng nhân duyên phước báo của mình mà chúng ta có nhiều hay ít, cho nên chúng ta cũng nên tri ân, bởi vì quý vị nên nhớ rằng mình ăn một muỗng cơm thì cũng có cái ơn, quý vị, cái ơn của một cơm, chứ chúng ta không thể nào mà chối bỏ được, cho nên thì thôi, chúng ta ngày của cha thì quý vị cũng nên tri ân, cái sự trợ duyên để chúng ta có được cái kiếp hôm nay, chứ không thể chúng ta nói là không có, như đã Minh Tâm giải thích, ít nhiều tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo phước báo của mỗi người mà quý vị sẽ được trợ duyên nhiều hết. Quý vị thấy rằng có nhiều người họ để cả một cái tài sản rất là lớn cho người con thì người này họ trợ duyên nhiều, và có những người thì coi như sanh ra thì coi như người mẹ tự nuôi, người mẹ tự nuôi con, mà người cha thì coi như biến mất trên giang hồ. Rồi có những người sanh ra thì không có trợ duyên của cha mà cũng chẳng có trợ duyên của mẹ, nó chơi nó bỏ ở đầu đường xó chợ, nó bỏ luôn ở trong bệnh viện, thì người này sống cuộc đời mồ côi. Nhưng quý vị cũng phải cảm ơn vì cha mẹ cũng đã trợ duyên chúng ta, quý vị không, người cha thì cũng trợ duyên tinh trùng, rồi người mẹ thì cũng mang nặng đẻ đau nhân dân, thì tức là có sự trợ duyên. Thì chúng ta cứ tri ân đối với mình, cứ tri ân, bởi vì chúng ta được cái gì cả, tất cả do chúng ta làm trong bước, thì bây giờ nó trổ. Quý vị thấy không, tại sao chúng ta sanh vào cái gia đình để bị cha mẹ bỏ, mà chúng ta không sanh vào làm con của Donald Trump, giống như có thằng vào 13, 14 tuổi, thằng nó rất là đẹp trai, mà nghe nói nó rất là sung sướng, rất là sung sướng. Thì quý vị thấy không, hoặc là chúng ta không sanh vào làm thái tử ở bên Anh Quốc, bây giờ mấy thái tử con nó đẻ ung sùm mà nó báo chí giết ung sùm như thế, mà mình lại lọt vào trong một cái nơi mà sanh ra là cha mẹ mình bỏ mình vân vân, thì mình hiểu tất cả do cái nhân duyên quá khứ chúng ta đã làm, thì bây giờ chúng ta gánh, đơn giản chỉ có thế thôi, không có buồn phiền mà cũng không có ham vui, không ham vui cậy nó, tất cả tùy duyên. Thì đó là một điều Minh Tâm muốn chia sẻ trong cái ngày của cha, thì người con chúng ta nên tri ân cha mẹ, dù rằng quý vị rớt vào trong hoàn cảnh nào, như nãy giờ Minh Tâm nói thì thế nào cũng có dính hoàn cảnh quý vị trong đó, thì như thế nào đi nữa thì thôi, chúng ta cũng
xin tri ân người cha của mình trong cái ngày phá rồi đây. Đó là đôi điều Minh Tâm xin chia sẻ, mà giờ tiệm khách vô quá trời rồi, ráng chia sẻ cho hết ý. Bây giờ xin phép leo xuống nha. Nam Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đàn. Và cảm ơn Chánh Ngộ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Và Quỳnh Minh Tâm chia sẻ rồi Quỳnh Tâm leo xuống. Không có thấy tín hiệu của Huynh Chánh Ngộ hoặc Ngài Tri Đức, nên Nhật Quỳnh phải cầm mic. Và kính mong Đạo Tràng hoan hỷ. Và Ngài Tri Đức giao là hôm nay là ngày của cha, nên là để nói chuyện, không có cho người nữ nói chuyện mà giờ rung im ru à, nên là Nhật Quỳnh phải cầm mic. Vậy Chánh Ngộ có chia sẻ tiếp không Chánh Ngộ? Chánh Ngộ có chia sẻ tiếp thì kính mời bàn tay Chánh Ngộ ạ. Nhật Quỳnh nhường mic. Nhà lúc nãy Nhật Quỳnh nghe Chánh Ngộ chia sẻ không biết gì đâu mà. Và tại vì Nhật Quỳnh nghe Chánh Ngộ chia sẻ cũng rất là hay. Mình làm cha, mình làm cha thì mình học theo Phật pháp, thì mình dạy dỗ con và mình xử với vợ theo một người đàn ông theo lời của Phật pháp. Nhà do Quỳnh Minh Tâm nêu lên. Và bởi vì bây giờ Quỳnh Minh Tâm có khách rồi, nên là bên Tâm cầm mít là khi nào tiệm không có khách, có khách rồi thì giá nào cũng mua mít thôi, và không có bỏ khách được. Nên là nhà Quỳnh Minh Tâm đưa lên, Ngài Trí Đức đưa lên, nhưng bây giờ là có khách rồi thì coi như bỏ Đạo Tràng bơ vơ. Chánh Ngộ ơi, bỏ Đạo Tràng bơ vơ. Khách là gì? Đại Quỳnh nhớ ở Việt Nam có câu gì đó Chánh Ngộ. Khách là sao Chánh Ngộ? Quên rồi. Cái gì mà gọi là khách là gì đó nha. Nghe có khách rồi là rồi xong. Không có ai cho. Đúng rồi, cảm ơn Chánh Ngộ. Khách là Thượng Đế. Nên có Thượng Đế tới rồi nên là Quỳnh Minh Tâm bỏ Đạo Tràng thôi. Dạ, Thượng Đế mà. Nên là bỏ Đạo Tràng. Thôi thì bây giờ chị Meta có chiếc máy không chị Meta? Nhật Quỳnh nghĩ hình như chị Meta không có chiếc máy thì phải à. Có xích kim nè. Xích kim chắc rằng về cái vụ mà ngày Faraday. Dạ thì mời xích kim. Nhật Quỳnh thì thật sự không có rành gì hết á. Chỉ biết ngày Việt Nam thôi, biết ở Mỹ này có ngày đó, nhưng mà không có biết gì lịch sử, không có biết gì gì hết trơn á. Dạ, nếu xích kim biết thì kính mời bàn tay xích kim. Quỳnh thì dở rồi, không biết được mấy chuyện này đâu. Dạ, tại vì bây giờ tới tuổi xế chiều rồi, nên giờ lo học pháp thôi, mấy chuyện này không lo học. Dạ, không có lo học, thành ra cũng không có quan tâm tới luôn. Em biết đó ngày đó biết vậy thôi, người ta ăn lễ người ta này kia nọ, còn mình lo học pháp cho xong, để lỡ ngày mai chết đi có chút vốn, chứ học qua chuyện này chết đi mất tiêu. Dạ. Vì Meta là xích kim, hoặc là vị nào trong đạo tràng có thể đưa bàn tay lên để chia sẻ không? Dạ, Ngài Tri Đức mời Quỳnh Minh Tâm rồi, Ngài đã mất tiêu luôn rồi. Chắc Ngài đi ngủ rồi, Chánh Ngộ. Dạ, vậy là xích kim gì bận không cầm máy được. Dạ, con không biết. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài Tri Đức ạ. Thank you.
nó hay, nó xấu nhau quá vậy. À, nghe chia sẻ hay quá, nó ngồi im ngẫm nghĩ. À, ngồi im cũng được, nó đi ngủ rồi. À, thích ha, thích ha. Rồi nghe hai cha mình nói chuyện nè, rồi mấy bà cái chuyện nào nghe hai người cha nè than thở với nhau, hai người bạn thân có gia đình cũng trên cao phương diện làm ăn cũng thành đạt trong xã hội ha, đây là cũng là trong một cái gia đình thượng lưu ha, có của nội của chiền hay nhà lầu xa hơi, tức là đối với đời cũng là thành nhân viên nữ ha. Thì hai người bạn thân có gia đình mỗi người một nơi, rồi một hôm hai cha này, hai người bạn thân này giác quên, hai người bạn thân này gặp nhau thì mới tâm sự. À, cái anh A này nói với anh B, nói rằng biết không, mình làm việc đổ mồ hôi sôi nước mắt, có được một cái thành tựu tốt đẹp như hôm nay là nhà lầu xa hơi, vợ đẹp con thơ, nên là đối với đời là thấy cũng ngứa mắt lên mà hãnh diện. Thế mà gặp cái con vợ nó cứ than thở, nó cứ càm ràm hoài chán quá. Thì cái anh chàng bê đã nói nó thắc mắc cái gì hả? Công danh sự nghiệp cũng là làm ăn có công ty này công ty kia như vậy thì nó còn than thở gì nữa. Cái anh A này mới nói nè, chưa sao chuyện cho vấn đề ngoại giao mình nghĩa là uống một ly rượu để mà giao với bạn bè mà đi về nhà cái là nó ô hôi quá hôi quá. À, mặt mày nghĩa là cái mình còn tỉnh táo, mình đi bước chân vô nhà là đàng hoàng vậy mà nó mình là say xỉn bỏ đi, đừng có nên nghĩa là đua đòi rồi nhậu nhạt, cái đó là coi như là nó mất đi tư cách con người. À, nghĩa là mới để uống một ly về là bị chửi bỏ đi. Rồi một hôm cha mình đi về hơi khuya chút, rồi cha hỏi đi đâu, nói, thì vui với anh em làm một vài gán nghĩa là tiến lên rồi chứ vui. À, vậy mà nó cũng chửi bỏ đi cờ bạc là bác bằng. À, nghĩa là cưới cái gì, nghĩa là tan nhà nát cửa cũng do cái vấn đề cờ bạc đó. Đừng có nên đụng vô đó nữa. À, anh nên tu chỉnh đi, làm ăn đi, đừng có rượu chè rồi bây giờ thêm cờ bạc nữa. Đó là hai cái thứ mà trong tứ đồ rất là nguy hiểm. Rồi cái hôm đi về cũng chơi trẻ một chút. À, có bạn bè rồi dự tiệc với nhau đi về. À, anh thấy trên cái áo của mình đó đỏ đỏ, nó cũng nổi khùng lên. Rồi cái con nhỏ nào đây mà coi như còn cái dấu son ở trên áo thế này. À, thôi ông lúc này ông quậy quá, ông hư quá rồi nghe. Rồi quan hệ đây nam nữ rồi bây giờ nên là coi như với cáo dưới son nè. Rồi bảo liền bỏ đi. À, sống nên chung thủy với nhau, đừng có nên có thay giả đổi lòng thương cô này cô kia, mèo mã gà đồng như vậy là mất đi tư cách con người. Rồi đó là điều thứ ba. Rồi một hồi về 200 tuổi, à, còn được phần nữa điếu thuốc xì gà. À, rồi nó cũng móc ra, nó móc ra nữa, hôm nay mày đặt hút sắt lại nha, mà coi như nhà chơi cái loại xe xì gà, chơi xì gà, trời đất ơi,
tiền bạc đốt theo 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 mây khói hết, nghĩa là cái kiểu này là thấu thua rồi. Rượu chè này, cờ bạc này, rồi quan hệ nam nữ, bây giờ tới về hút nữa, thôi tứ đồ tường ông không chưa một cái gì hết. Như vậy là thôi, ông bỏ đi, ông bỏ đi, đừng có nên tham gia ba cái chuyện đó. Thì anh than thở với anh bạn mình là anh B, nói rằng vợ tôi nó ghét, nó không muốn tôi vi phạm vô trong tứ đồ tường. Nhưng mà nhờ cái vấn đề tứ đồ tường đó mà chị quan hệ ngoại giao làm ăn thì thấy nó hanh thông, nó tốt đẹp, nó suôn sẻ. Mình cũng biết dừng lại chứ đâu có quá đà đâu. Nhưng mà giờ vợ nó 1122 bỏ. Nghe suy nghĩ riết một hôm trên đường đi thì thấy có một cái ông mày, một người hình khắc già ốm yếu, áo quần rách rưới, cầm cái mua rùa ngồi bên đường. Tôi mới dừng xe lại, tức là hôm đó đáng lẽ cũng hơi rảnh rỗi chút, cho nên đường đường chạy một chiếc xe ô tô, rồi thấy ông ta ngồi như vậy mới dừng xe lại, bắt diện với ông ta, hỏi với người hành khách đó, này này ông bạn, nhưng mà đã thắng chuyện cũ kể lại, kể rồi kể nữa, bởi vì ngày hôm nay là chuyện của mấy cha mấy mẹ chỉ ngồi nghe thôi, chiếu khi nào hỏi mấy mẹ trả lời, còn bây giờ chuyện của mấy cha hai cha này đương nói chuyện với nhau nè. Thì đây này, anh mẹ anh mới bước xuống, anh hỏi cái người ông mày ăn mặc rất rưới hôi hám, này anh bạn, tôi cho anh $100 nè. Cái người ông mày đó mới ngước lên nhìn, lý do tại sao người ta tốt với mình vậy, sang trọng trên xe hơi bước xuống mà coi như cầm cho $100 là có lý do gì, chắc chắn là có điều kiện. Rồi người ông mày đó mới thận trọng hỏi, cho tôi $100, vậy thì cái yêu cầu của ông như thế nào? Tức là cái người ông mày rất là thận trọng, biết rằng cho $100 là có vấn đề. Thì cái anh Na này mới nói, nếu $100 này tôi dẫn anh đi uống rượu uống rượu, nghĩa là xài hết $100 này, nghĩa là vô tư, nghĩa là lâu lâu tôi kháo cho anh như vậy, thì anh nghĩ rằng với $100 này anh cảm thấy hạnh phúc hay không, đi uống rượu với tôi. Cái anh chàng này nói là không được đâu, cả buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều của tôi ngồi đây nhưng mà cái bụng nó đâu có no với được bữa cái ăn uống thì không có đầy đủ sức khỏe, tôi đâu có bao giờ biết uống rượu đâu mà bảo tôi đi uống thôi cái chuyện này xin miễn đi, ông cầm $100 lại đi, tôi không có nhận của ông đâu bởi vì tôi không biết uống rượu. Thì đưa lại $100 cho anh chàng A này. Anh A này cầm $100 nhưng mà cũng dúi lại, thôi không biết uống rượu thì thôi bây giờ tôi cũng cho anh $100 này đi casino với tôi, nên tôi khao anh chơi hết $100 này vô tư. Thì người anh này nói, khổ quá ông ơi, nghĩa là đi xin ăn mà bụng không no, thì tiền bạc ở đâu mà có để mà đi đánh bài đánh bạc hả? Cả đời tôi đâu biết cầm con bài, đâu biết con bài màu xanh màu đỏ thế nào mà ông cho tôi $100 đem vô đông mình nướng. Thì cái trường hợp đó không biết mà chơi cái gì ha. Cái người cái anh A này nghe nó người này cũng không biết đánh bài nữa, thì cặp mắt của anh đại sáng sáng lên, cảm thấy có vẻ sung sướng. Rồi
Thì ông bà cầm 100 đô trả lại cho cái anh A này. Nhưng mà anh A này không nhận. Nó thôi, anh không uống rượu, con đánh bài, thôi bây giờ đi du hiếu với tôi, đi vô cái quán bar này, có mấy mấy em cà phê ôm đồ này kia, thấy cũng ấm áp lòng người. Thì cái người ăn mày nó wow, tôi ăn uống cực khổ, bữa có bữa không, đâu có bao giờ biết tới đàn bà, biết đến gái đâu mà bữa dẫn tôi vô đó làm gì. Rồi ăn mặc rất tươi thế này đi vô đó nó bỏ chạy hết nè, không được đâu. Rồi anh chàng Hà anh nghe nó, ủa cái này cũng chưa biết tới chuyện đó nè. Trời, cặp mắt anh ta càng sáng lên nữa. Rồi mới cầm lại 100 đô dưới vô người ông mày lần thứ tư. Nói, thôi được rồi, bây giờ không biết cờ bạc là không biết rượu chè, không biết gái gú ha, thôi bây giờ đi đi hút với tôi đi. Nghĩa là đi hút đi chết cho nó phê. Nghe anh này, nghe ông mày cũng từ chỗ luôn. Đây cái trường hợp hút chết là đối với những người dư ăn dư để, còn đối với tôi bữa đói bữa no, tiền bạc không đầy đủ thì làm sao có đủ khả năng để mà hút chết. Thì thôi, 100 đô này tôi trả lại cho ông. Tôi ba chuyện đó tôi không biết gì hết, nhưng mà cái anh chàng A này anh nói bên chàng bé, trời ơi sung sướng quá khi mà nghe nói nó không biết gì hết á. Tứ đô thường nó không biết gì hết, tôi mừng quá, tôi kéo nó đi, kéo lên xe chở về nhà. Rồi nó ngơ ngác, tôi dẫn nó vô nhà luôn, ngồi đàng hoàng kéo vợ lên, này em, những cái sự yêu cầu ấy, anh đáp ứng một cách đầy đủ. Người vợ nó cũng ngạc nhiên, hỏi cái gì vậy, dẫn ông này về nhà cái gì vậy, hù quá hù quá. Nói người anh à mình anh này, em muốn anh không có uống rượu, em muốn anh không có cờ bạc, em muốn anh không có quan hệ bất chính nam nữ, em muốn anh không có hút chết. Thì đây là một con người lý tưởng của em. Như vậy thì em hãy sống với lý tưởng của mình đi. Sĩ Kim nghe nói quả hồn bỏ chạy hết á. Tính hỏi Sĩ Kim sao mà ai ngờ bỏ chạy mất tiêu rồi. Con người ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có khuyết điểm. Chúng ta hãy nhìn vô trong cái một cái phạm vi tương đối nào đó để mà chúng ta sống. Nhưng mà bây giờ bắt con người phải toàn diện thì làm sao mà toàn diện nổi. Đặt trường hợp quý vị đối với ông chồng, đối với một người ăn xin kiểu đó thì bây giờ chấp nhận ai? Một con người lý tưởng là không có tứ đồ tường, không cờ bạc rượu chè hút sách. Thì bây giờ chọn cái người đó mà muốn được như vậy thì chỉ có đi ăn mày mà thôi. Chỉ có đi ăn mày mà thôi, tức là ăn uống không đủ no, trên này không có rưỡng mỡ, không có sinh tật. Thì bây giờ người ta làm ăn cũng thành đạt, công ty này công ty kia, nhà lầu xe hơi, bây giờ bảo người ta bỏ cái này bỏ cái kia. Trên cái phương diện sống của người ta phải va chạm. Thì bây giờ bà vợ không chịu, đừng hút thuốc, đừng uống rượu, đừng có cờ bạc, đừng có quan hệ bất chánh, con này có kia. Thì đi đâu rồi anh ta cũng phải về nhà, mái ấm của gia đình, hạnh phúc của gia đình, cái túp lều lý tưởng, có con, có cháu. Thì như vậy trách nhiệm bổn phận đối với gia đình lo đủ. Nhưng mà không chịu, đừng có hút thuốc, đừng có uống rượu, đừng có cờ bạc. Thì bây giờ đưa ra một con người lý tưởng như vậy, nhưng mà bà này là không chấp nhận. Quý vị nghĩ sao? Chúng ta sống với sống chứ, nhân vô tập toàn mà.
Tại sao chúng ta phải đưa ra những cái điều kiện này, điều kiện kia? Quý vị thấy, đã là một vị Phật toàn giác, tu tập ba dục pháp, ba la mật, một thượng, một trung, một hạ, một cái đầy đủ, đã là một vị Phật hiện diện trong thế gian này. Mà này chính cha còn chỉ mặt vu khống, thì quý vị đừng nói. Bây giờ cho nói này, bây giờ nói này ha. Rồi trường hợp ông A ông nói với ông B, ông phân trần đó, giờ tôi nó bảo người lý tưởng như vậy đó, nhưng mà rồi cái tôi dẫn cái người lý tưởng về nhà, thì khi đó cái thái độ của nó anh biết làm sao không? Thì anh B hỏi làm sao khi mà cái đầy đủ tiêu chuẩn là không cờ bạc, không rượu chè, không hút sách, không gái gú, thì như vậy là đủ cái mẫu người lý tưởng mà cô ta thích rồi, còn gì nữa mà thắc mắc à, thì anh chàng B anh cũng đóng góp ý kiến vậy. Nhưng mà quý vị nghĩ sao à, anh chàng A nó cái chuyện đó không phải như vậy, bởi vì tâm trạng người nữ khó nói lắm, tâm trạng người nữ khó nói lắm. Tôi thì muốn cho nó thấy rằng cái sự thật theo sự yêu cầu của nó, nhưng mà anh thì anh có ý kiến là như vậy cũng hay, nhưng mà anh là người nam. Còn bây giờ ý kiến của những người nữ ở trong cái room này nè, ý kiến sao? Bây giờ mới hỏi ý kiến này, cái đầu phải nói bảo đừng nói đâu. Hồi nãy nên nói là người A, B là anh chỉ người bên chính ngộ minh tâm, còn bây giờ là cái tâm trạng của Sích Nhật Quỳnh nè, rồi Sích Hồng Nhật nè, Sích Metta, Sích Căn Thư, Sích Thiên An Lạc vân vân nè. À vô không nói, sống rồi có sự liên quan nhau chứ, tại sao không nói? Bây giờ yêu cầu để mà nói, xin mời Sích Nhật Quỳnh. Nam mô Phật thầy á, dạ một lần nữa con thành kính đảnh đại chi tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhà sư cho nói mới nói chứ phải không gì mà ta. Sư biểu mấy người nữ nó không có được nói, nay là ngày của hai cha để hai cha nói. Và rồi sư hỏi sao ý kiến quý vị sao? Chị mà ta thấy không? Sư cho nói mình mới dám nói, nhưng mà không cho nói sao mình dám nói không chị mà ta? Chị mà ta có đồng ý không? Dạ, thôi bây giờ chờ có chị Mát Ta trước máy rồi, chị Mát Ta trả lời trước cái câu hỏi của sư đi ha. Dạ, em mời chị Mát Ta nha. Dạ, Nam Mô Tha Gia Ma Gia Nam Mô Sang Kha Gia, con kính lễ Ngài Tỷ Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng, nãy giờ con cũng có nghe mà có lúc được lúc không. Dạ, con cũng có bệnh chút. Nhưng mà tới giờ này thì con nghe sư cho phép nữ giới tụi con nói có ý kiến, thì con cũng xin có đôi lời. Dạ, đối với phụ nữ chúng con ở trong room này đa số đều có gia đình, thì không có cái người phụ nữ nào mà muốn cái người chồng mình mà dấp tứ độ tường đó hết. Nào là cờ bạc, rượu chè, gái gú, rồi hút sách. Bởi vì sao? Bởi vì bốn cái con đường đó là trước sau gì cũng tan nhà nát cửa và đi tới ly tán. Theo kinh nghiệm của con, mà không phải kinh nghiệm gì nữa, con đã sống trải qua được mấy chục năm rồi, bây giờ đã 76 tuổi rồi. Con nhìn lại thì con thấy là người nào mà gia dấp vô một trong bốn cái đó đó, nếu mà không có tan nhà nát cửa thì cũng không có hạnh phúc gì. Và thứ nhất là gia vào cái rượu chè thì cũng mất tư cách, rồi cũng là cũng không có được nhiều người mà người ta nể trọng. Một khi mà uống rượu vô rồi, con nói thật là gia đình con đó, ông xã con lúc ở còn ở Việt Nam nó uống rượu dữ lắm,
Vì sao làm thầy giáo mà tại sao uống rượu? Là con nói đây hơi nhiều, có lẽ là cũng không có nên. Vì sao 75 đó? Rồi tùy cũng làm thầy giáo nhưng mà tùy công việc. Rồi cũng anh em buồn bực gì đó, rủ đi uống rượu nhậu nhẹt. Rồi về nhiều khi rồi cũng là đi băng xiên băng nai, rồi nói chuyện nhiều, rồi rầy rà vợ con đồ này kia thì con thấy, nhưng mà không thể tránh được. Thôi mà uống rượu thì cũng còn đỡ, nhưng mà theo Phật pháp thì theo ngũ giới thì phạm giới rồi, nhưng mà lúc đó chưa biết đạo gì hết đó. Rồi bây giờ nếu không uống rượu thì gia vô cờ bạc. Cờ bạc thì con thấy là ở Việt Nam, từ Việt Nam mà qua tới nước ngoài này, con thấy người nào mà gia vô rồi á, là coi như là tan nhà nát cửa luôn. Thậm chí đàn ông, đàn bà gì cũng vậy. Ở đây con thấy có nhiều người bán nhà đồn kia luôn, rồi chia tay vợ chồng gì chia tay luôn. Đó là cũng mê cờ bạc. Rồi thứ ba nữa là gái gú. Thì đàn ông thì gái gú, nhưng mà đàn bà thời nay con nghe nói không phải chỉ đàn ông thôi, mà đàn bà cũng có thể là đi theo con đường đó nữa, cũng có bồ có ghệ đồ này kia nữa, nhưng mà ít. Còn đàn ông thì phần đông. Thì gia vô đó rồi thì nếu mà người nam mà có gái gú này kia thì về là cái người vợ có bao giờ mà vui được đâu. Đã san sẻ tình yêu cho người khác, rồi là tiền bạc này kia kia nọ, làm sao mà người phụ nữ mà vui được. Rồi đó là ba. Rồi tới hút sách thì thôi thì quá nặng rồi. Thí dụ như hút thuốc đồ đó, hút thuốc thường thôi, không phải là ma túy, thì cũng ở xã hội Việt Nam con thấy 10 người hút thuốc có 9 người rồi. Yeah. Những vị mà xuất gia, những vị tu hành thì con không nói, còn những người phàm nhân là hút thuốc có 9 người rồi. Con thấy hồi thời con là hút thuốc 9 người, người nào cũng có thuốc dắt lên túi, rồi 75 vô thì có thuốc rê, thuốc dấn, đủ thứ, hút hút, rồi hãy uống cà phê thì phải hút thuốc. Con thấy cái đó là sành điệu của quý vị nam đó, là hãy vô quán cà phê thì phải có thuốc kèm theo. Rồi thì con thấy là phụ nữ nào mà muốn chồng mình gia vô những cái gia vô cái tứ độ tường hết, nhưng mà chính bản thân gia đình con cũng phải chấp nhận thôi, không phải chấp nhận, nhưng mà con cũng phải là coi như phải lờ đi, phải ráng chịu. Rồi ông xã con thì cũng hút thuốc, rồi cũng có uống rượu, gia vô hai cái đó, chứ có ba hai cái kia thì không có. Con thì con thấy vậy. Rồi bây giờ ra nước ngoài thì con thấy là những người nào mà gia vô mà cờ bạc là tan nhà nát cửa, hoặc là cũng là cũng không có hạnh phúc. Rồi còn nếu mà gia vô gái gú thì chắc là cũng chia tay. Rồi còn nếu mà hút sách nữa thì thôi thì tiêu đời luôn rồi. Cho nên là trở lại thì con thấy là thôi, dầu làm cha hay làm mẹ gì á, thì cũng nên nhớ đến cái hạnh phúc gia đình, rồi bổn phận đối với con cái, và để làm thế nào mà cho mình đừng có lâm vào cái tình trạng mà nó bi đát như vậy. Và con chỉ có đôi lời như vậy thôi. Và con cũng xin xuống mic. Thôi con cũng xin nói thêm là dầu làm cha hay làm mẹ gì thì cũng nên nhớ đến bổn phận của mình đối với con cái, là mình sanh tạo nó ra, cái duyên đưa đến hai người gặp nhau rồi sinh ra con, thì nên phải có bổn phận đối với con như thế nào để cho
gia đình mình được hạnh phúc, con cái mình được thành người, thì cái đó là nhân cái ngày của cha hay là ngày của mẹ gì, thì chúng ta là làm cha làm mẹ thì nên nhớ đến bổn phận của mình. Còn nếu mình làm con, bây giờ con nói vậy thì bổn phận con làm con, thì con cũng phải nhớ đến công ơn của cha của mẹ. Dạ thôi, con cũng xin nhường mic cho người khác ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Metta đã chia sẻ ý kiến trong ngày Pada Day. Dạ. Nam mô Bích Hai giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Hiệu Quỳnh kính chào đạo tràng, và con nhìn tới nhìn lui, không có biết mời ai nữa hết. Hảo Nguyên vừa vào thì chắc không có mời được rồi. Còn Thi An Lạc và Trang Thư cũng khỏi mời luôn. Quỳnh Minh Tâm thì có Thượng Đế rồi. Thôi thì con chia sẻ ý của con như Ngài cho phép. Dạ. Con thì con thấy con cũng tán đồng ý kiến của chị Metta là dù mình làm cha hay làm mẹ gì, mình cũng phải biết bổn phận của mình đối xử sao cho con cái nó tốt. Bổn phận của mình là phải nuôi dưỡng con cái và phải dạy dỗ nó nên người. Nhất là nếu mình học được Phật Pháp, mình dạy được theo những lời của Đức Phật dạy thì rất là tốt cho nó. Cuộc sống ngay đời này và tương lai về sau. Nhưng mà con thấy thật là khó, khó lắm, không có dễ chút nào hết. Mình dạy nó, con có 6 đứa con. Con dạy một kiểu một nết một. Nhưng mà 6 đứa con nó mỗi đứa nó một nết. Nó không có đứa nào nó giống đứa nào hết. Dạ. Thành ra là con thấy con đã hồi trước con không có biết giáo pháp. Nhưng mà con được má ba con dạy rất là kỹ. Mặc dù con một cô sớm ba con, nhưng mà từ lúc nhỏ xíu là con đã nghe ba con dạy chị con rồi. Vấn đề thứ nhất, ví dụ như con nhớ tới bây giờ là ba nói là nhớ nghe con, không bao giờ mình cho một người bạn của mình mà thất nghiệp mà mình đem về nhà mình nuôi nha con. Nếu con trai thì nó sẽ lấy vợ mình, con gái thì nó sẽ lấy chồng mình. Nên đừng bao giờ đem một người bạn của mình đem về nhà. Câu đó thì con nhớ hoài luôn. Dạ, con nhớ hoài đến bây giờ. Dạ, nên con tới bây giờ con cũng dạy con như vậy. Dạ, con cũng dạy nhớ đừng làm, đừng bao giờ lửa gần rơm thế nào nó cũng cháy. Dạ, thế nào nó cũng cháy. Nhất là ví dụ con là người nữ đi, mà đem người nữ, một người bạn gái con mà về nhà, rồi mình mắc đi làm tối ngày đi, rồi ở nhà thế nào lửa gần rơm thế nào nó cũng cháy. Anh không tin ai. Dạ, con thật sự là con cái lời nói ba con là ăn sâu trong đầu con là như vậy. Nhưng mà còn nhiều nhiều điều nữa. Nhưng mà ý con nói là dù gia đình mình con dạy con từ nhỏ xíu tiếng Việt đâu, con không biết sao hồi nhỏ con có cái đầu con là con không có sống tới già tới lớn để con nuôi con dạy dỗ con ra đời, nên từ lúc nhỏ con dạy nhỏ xíu làm theo việc nhỏ xíu, nhà lớn làm theo việc lớn, tức là phải tới nhà ai là phải biết làm hết, nhà từ quét nhà quét cửa dọn chén dọn bát hay này kia kia nọ, chứ không có cho đứa nào ở không đi chơi hết á, mỗi đứa mỗi việc lớn nhỏ làm tùy theo. Và con luôn luôn nói lỡ mẹ có chết đi con có tới nhà cô dì chú bác gì con cũng phải làm như vậy, không phải tới nhà người ta rồi ăn rồi ngồi đó chờ cho người ta dọn ra mình ăn rồi người ta dọn xuống là không có được. Luôn luôn trong đầu con không hiểu như thế nào mà trong đầu con là lúc nào con cũng nghĩ là con không có sống được tới lớn để mình nuôi con mình trưởng thành. Nhưng mà tới nay thì cái đầu con nó đã bỏ qua được chuyện đó rồi. Là dạ kính chào Nhung Minh và vào đạo tràng. Là bây giờ con đã từng tuổi này rồi thì cũng có con rồi, cũng có cháu nội cháu ngoại đầy đủ hết rồi đó. Thì nhân ý con nói là mình cũng không thể dạy được,
mặc dù mình dạy hết sức mình, nhưng mà con thấy sáu đứa con, con mà bốn trai hai gái thì coi như là mỗi đứa một, bây giờ học Phật pháp rồi thì mới biết mỗi người một cái nghiệp, mình có hướng dẫn như thế nào đi nữa thì cái nghiệp đó nó cũng theo, và nó cũng theo cái nghiệp của nó mà thôi, mình không có làm gì được. Và con thì con thấy vậy. Còn nói về phần gia đình thì đàn ông mà nếu mà mình không có cho họ ngã một một bốn vách tường, mà không cho ngã vách tường nào là con thấy không có được, làm gì cũng phải chịu thôi, cũng phải chấp nhận cho ngã một vách thôi, chứ còn mà nhất là đừng đừng cho ngã cái vách mà gái với lại cờ bạc, là bảo đảm luôn là ba nhà không kịp, nhà cửa sẽ mất hết, không có bao giờ còn được gia đình mà con cái mình được hạnh phúc hết. Cho ngã cái vách nhẹ nhẹ nhất là uống cà phê hút thuốc, là chuyện đó là con thấy chấp nhận được. Nhà chứ còn nếu mà mình biểu người đàn ông mà im 10 phần đấu tranh 10 thì con thấy không có được cái điều này. Dạ nó mong bích tha. Dạ con thấy còn có 3 phút nữa thôi, con kính dâng bích đến ngày để ngày kết thúc cái buổi sáng ngày hôm nay, để tới vũ huynh pháp hữu ạ. Nam mô bích tha. Dạ con kính dâng bích đến ngày. Sa thố sa thố, xin mê ta xin nhập quần, tìm một con người toàn diện, tức là không có tứ đổ tường, chỉ có người ăn mày mà thôi. Chấp nhận một cái người ăn xin, một cái người hành khất, là con người đó toàn diện, không có đụng vô tứ đổ tường. Theo xin mê ta chia sẻ. Rồi Sích Nhật Quỳnh chia sẻ thì Sích Mê Ta nói rằng người bạn đời cũng va vấp vào đó. Rồi Sích Nhật Quỳnh cũng nói rằng cũng có sự va vấp một người đàn ông mà không có đụng vô cái đó thì cái chuyện đó hơi khó. Rồi người ta có ngã vào đó hay là người ta không ngã vào đó nhưng mà cái điều quan trọng là khi chúng ta sinh hoạt về Phật pháp, chúng ta là người gọi là hiểu biết một chút về Phật pháp, hãy chấp nhận cái nghiệp cuộc sống của chúng ta vay và trả do cái nhân và cái quả đó, cho nên chúng ta an vui hay đau khổ do cái nghiệp của mình, cái duyên và cái nợ, thì hãy sống với cái hiện cảnh của chúng ta. Nếu chồng đã va vào trên con đường mà tứ đổ tường, giống như Huynh Minh Tâm ha, Huynh Minh Tâm đã từng là người rất gần về casino, nhưng mà rồi có sự tu tập biết dừng lại, biết dừng lại, và bây giờ cũng thành đạt trong cuộc sống, hạnh phúc với gia đình. Thì như vậy sao? Chúng ta hãy đi trên đôi chân của chính mình. Tức là chúng ta biết đây là một cái vấn đề Padisantha Raga Ravo, tức là trong sự giao tiếp, nhưng mà uống một cái ly rượu cũng phải biết dừng lại, hút một điếu thuốc cũng biết xả vào, điếu thuốc men cầu là đầu câu chuyện. Bây giờ chúng ta gạt bỏ hết, chỉ có đi lấy những người ăn xin á là lý tưởng, họ không đụng vô tứ đổ tường. Còn bây giờ trên cái vấn đề giao tiếp thì ông chồng của mình, người đàn ông phải biết cái này, phải biết cái kia, nhưng mà biết để rồi gì, đam mê hay là biết để rồi trong cái vấn đề nghề nghiệp, trong vấn đề giao tiếp, trong cái vấn đề mà coi như vì công ăn việc làm, thì chúng ta cũng nên có một cái sự dù gì vì hạnh phúc của gia đình. Chúng ta không nên khắt khe quá. Nếu mà chúng ta khắt khe quá, không tha thứ cho nhau, thì sự chấp nhất đó, sự chấp thủ đó sẽ đưa đến cái vấn đề đổ vỡ. Cho nên không có cái gì hoàn toàn trong cuộc sống, mà chúng ta hãy nhìn vô những cái trở ngại đó, những cái phiền não đó, để rồi chúng ta coi cái tâm của mình phiền não hay không. Đó là điều quan trọng.
Bây giờ đã 5 giờ 31 phút rồi. À, hôm nay Huynh Pháp Hữu đến với Đạo Tràng với một cái đề tài cũng rất là hay, tức là tính thức trước bệnh tật và cái chết, lời khuyên về chăm sóc giảm nhẹ. Một đề tài thấy cũng ngộ nghĩnh ha, trước bệnh tật và cái chết. Thì đây là một cái điều mà chúng ta có quan tâm tới tứ đủ tường hay không. Những cái thói hư tật xấu bây giờ hãy nhìn lại, bây giờ mình đương bệnh nè và cái chết nó gần kề nè, thì bây giờ cái điều quan trọng tâm của chúng ta có được an vui trong lúc đó hay không, hay là còn nghĩ, hay là chạo cử chạo hối, nhớ lại những cái lúc ăn nhậu, nhớ lại những cái lúc mà rượu chè hút sách rồi nè vui sa đà. Thì nếu mà chúng ta nhớ lại những cái trường hợp đó thì chắc chắn rằng đi xuống chứ không thể đi lên, mà chúng ta phải tỉnh táo để biết rằng trong giờ phút này hơi thở của chúng ta có bình thường hay không. Mà khi hơi thở bình thường á thì chúng ta cảm thấy an lạc. Cái điều quan trọng. Cho nên cái điều 18 lời khuyên về chăm sóc giảm nhẹ, đó là một cái điều mà chúng ta sẽ nghe Huynh Pháp Hữu trình bày khuyên như thế nào về sự chăm sóc mà giảm nhẹ. Đó là một cái đề tài rất là đặc biệt. Tới bây giờ Huynh Pháp Hữu cũng chưa xuất hiện nữa. Thì trở lại vấn đề trong cái đề tài sinh hoạt tùy duyên là tứ đổ tượng, là một cái tệ nạn của xã hội. Mà khi đã vươn vào đó thì không lẽ là ví dụ cái bằng chân chúng ta là đạp xuống dưới sân rồi thì không chịu rửa hay sao, hay là lấy cái dao chặt cái chân bỏ. Chúng ta không nên cố chấp, không nên chặt cái chân bỏ, mà chúng ta hay rửa đi cho sạch sẽ đi, bởi vì cái chân còn hữu dụng. Chứ không phải là cái chân đến cái lúc phế thải phải chặt bỏ. Khi vướng vào cái gì đó thì chúng ta phải tìm cách để tránh né, để đoạn trừ nó. Chứ không phải khi vướng vào đó rồi là chúng ta coi nó như là dở, hôi hám, rồi cái chúng ta phải xa lánh. Không phải. Một người hoàn toàn không có đụng vào tứ đổ tường, đó chính là những người hành khất, những người ông mày, những người bần cùng của xã hội. Họ không có đủ điều kiện để họ biết. Và họ là con người lý tưởng, bởi vì họ không biết rượu chè, không biết cờ bạc, không biết hút sách, không biết coi như là quan hệ nam nữ. Bởi vì cái bao tử họ đói. Mình chào Huynh Pháp Hữu đã đến với Pháp Hội rồi. Rồi Huynh Chánh Ngộ ơi, Huynh Chánh Ngộ hãy thỉnh giảng sư ha, xà tu xin mời Huynh Chánh Ngộ. Nam mô Bụt Thầy, con xin đọc bài thỉnh giảng sư. Brahmacaloka thipati sahambati katanjali andhivarang aya chatha Santi tassata parajakajatika dese tu thamang anukam pimang pacang sattama fering winayang cakayang sutan japantang avithamma jamang akutayanto catusak cadandang papo taneye parisa yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn ngọc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp tự. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mò, những điều lợi ích hàng còn lâu năm, cả tâm giới thương phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí truy vẹn toàn. Con kính nhường mít lại cho chú.
Dạ con kính lễ sư Thủy Đức, kính lễ quý chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị, cảm ơn huynh chánh ngộ. Không biết ở trong đạo tràng có nghe con nói rõ. Để bắt đầu xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhaṃ Namami. Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiện, thắng thiên ma, vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí, tận cùng thế gian. Bát thánh đạo, con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý, nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoàng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ Dhammaṃ Sangkhaṃ Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng xin được vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Đó là về cái chương 18, lời khuyên về chăm sóc giảm nhẹ trong cái cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết của Ngài Tỳ Khưu Anālayo. Trong khi chúng tôi trình bày như vậy, nếu mà đường truyền còn tốt, rõ ràng, nghe được thì mời mong các anh chị cho số 1 hoặc cái bông hồng. Còn nếu mà bị trục trặc thì cho số 2 để chúng tôi biết để mà chỉnh sửa. Và cảm ơn chị Nguyên Tuệ. Bây giờ thì thông theo như chị Nhật Quỳnh trải cái thông báo như thường lệ thì chúng tôi có đưa vào cái link, một cái trang web và trong đó chúng tôi có đưa ra một cái bản dịch cũng như một số những cái hình ảnh hoặc là biểu đồ để hỗ trợ cho sự trình bày của ngày hôm nay, thì mời các anh chị vào đó. Nếu có ai vào được rồi thì xin cho số 1. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ chương 18 trong cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, lời Phật dạy trong Kinh Văn Nguyên Thủy, bản tiếng Anh của Ngài Tỳ Khưu Anālayo, xuất bản năm 2017, hay là khoảng 2 năm trước. Nguyên sự, cái nguyên nhân của do có Ngài Anālayo soạn cuốn sách này là bởi vì trong cái tiến trình tìm hiểu, học tập, cũng như để quảng bá kinh điển Nguyên Thủy, thì Ngài sau khi tốt nghiệp luận án tiến sĩ ở Sri Lanka, Ngài là người Đức, nhưng mà qua Sri Lanka tu học ở bên đó, Ngài có soạn một cái luận án tiến sĩ chỉ chuyên tâm về cái bài kinh lập niệm hay là niệm xứ, phân tích rất là chi tiết, rồi sau đó thì có in thành sách và được tái bản nhiều lần, in trên thế giới, được nhiều người tán thán khen ngợi. Và đồng thời gần đây thì có anh Ngân, Nguyễn Văn Ngân ở Canada có dịch ra tiếng Việt và có xuất bản ấn tống tại Việt Nam. Thì sau đó thì Ngài thấy rằng còn có một cái nguồn kinh điển nguyên, tương đối cũng khá nguyên thủy khác ngoài cái nguồn Pali. Đó là nguồn kinh A Hàm. Bây giờ thì bản Sanskrit đã thất lạc rồi. Nhưng mà còn bản dịch tiếng Hán cổ.
lưu ở trong Hán Tạng, trong cái bộ Tam Tạng của Trung Hoa. Rồi Ngài mới tự học tiếng Hán để mà đọc, là làm sao mà trực tiếp đọc và hiểu được những cái bài kinh đó. Thì trong một tiến trình dài khoảng 5-7 năm gì đó thì Ngài cũng có thể đọc được tiếng Hán và bắt đầu có những cái bài tham luận cũng như bắt đầu viết những cuốn sách để mà giới thiệu những cái bản kinh A Hàm đó song song đối chiếu với lại bản kinh ở Pali. Và Ngài cũng rất là khiêm nhượng, Ngài cho rằng Ngài là người chỉ đi theo bước chân của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu thôi. Bởi vì chúng ta còn nhớ là Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu trong cái luận án tiến sĩ khoảng thập niên 50, tức là khoảng 6-70 năm trước, khi còn ở Sri Lanka, ở Ấn Độ, thì Ngài Hòa Thượng Minh Châu có trình luận án tiến sĩ về cái đề tài là so sánh đối chiếu Trung Bộ Kinh của Nikaya với lại Trung A Hàm của bộ A Hàm của bên Hán Tạng. Bởi vì Ngài Minh Châu là gốc là một tăng sĩ Bắc Tông, Ngài giỏi tiếng, và khi Ngài sang Ấn Độ du học thì Ngài học và Ngài nghiên cứu kinh điển Nikaya. Thì cái luận án tiến sĩ của Ngài coi như là một cái bước đột phá, mặc dù trước đó nữa cũng có một vài học giả người Nhật cũng có một cái nghiên cứu, nhưng mà không có phổ thông, không có phổ biến rộng rãi và chuyên sâu. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu xem như là cái luận án tiến sĩ của Ngài đã được in ra và xuất bản nhiều nơi, đồng thời cũng về sau này thì có Ni sư Trí Hải cũng có dịch ra tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam. Thật ra Ngài Tỳ Khưu Analayo, Ngài xem như là Ngài là người đi theo cái bước chân đó, là tiếp tục cái công trình khai phá của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, so sánh đối chiếu bộ A Hàm với bộ Nikaya. Và trong cái tiến trình đó thì Ngài có quen với lại một vị giáo sư người Đài Loan trong cái hội CBITA, tức là Hiệp hội về Kinh điển Điện tử Trung Hoa. Một cái hội đã có một công lao rất lớn là đưa toàn bộ Hán Tạng số hóa và đưa lên trên mạng cũng như đưa vào đĩa CD. Mà hiện nay thì có lẽ hầu hết những vị tu sĩ cũng như học giả Bắc Tông mà đọc được tiếng Hán thì đều có cái đĩa CD này của CBITA. Và khi mà Ngài Analayo học tiếng Hán cũng như tìm hiểu thêm về kinh điển A Hàm thì Ngài có dành nhiều thời gian nghiên cứu ở Đài Loan và biết được giáo sư Đỗ Chính Dân, một thời là hội trưởng của hội CBITA. Nhưng mà giáo sư Đỗ Chính Dân bị bệnh ung thư, là coi như là trong những cái giai đoạn cuối đời đau rất là đau đớn, thì giáo sư có đề nghị với lại Ngài Analayo là làm sao soạn ra một tập sách gồm những cái lời khuyên của Đức Phật hay là của các vị thánh tăng trong cái vấn đề bệnh và chết, để giúp giúp cho những ai bị bệnh và có thể trong cái giai đoạn cuối đời đọc và coi như là những cái lời khuyên hướng dẫn để mình có thể đối diện được với cái bệnh và cái chết của chính mình. Và Ngài Tỳ Khưu Analayo thấy đó một cái ý kiến rất hay. Thành thử ra Ngài dựa vào những cái công trình đang nghiên cứu thì Ngài soạn ra, chọn lọc một số bài kinh trong bộ A Hàm, đồng thời cũng đối chiếu với lại những cái bài kinh tương đương trong bộ Nikaya. Và Ngài soạn ra thành cái cuốn sách gồm có 24 chương, chia ra làm hai phần rõ ràng. 12 chương đầu thì nói về cái bệnh, làm sao chúng ta đối phó với bệnh tật. Không hẳn là bệnh trầm trọng, những cái bệnh nhẹ, nhưng mà mỗi lần mình bệnh thì mình nhớ lại những cái lời khuyên của Đức Phật, của những vị thánh tăng. Hoặc là khi mà mình chăm sóc người bệnh, mình có những cái lời khuyên như thế nào để cho họ vững tinh thần, để mà họ có thể đối phó rồi đối diện với cái bệnh, cái cơn đau đớn hành hạ cơ thể. Và cũng như xem đó là một cái dịp để mà mình tu tập
mình phát triển cái nhìn sâu sắc của chính mình. Rồi ra 12 chương đầu tiên là nói về mình. Rồi từ chương 13 tới chương 24 là 24 là 12 chương tiếp. Đây là những cái chủ đề liên quan đến cái chết. Như trong cái những giờ phút lâm chung mình đối phó như thế nào, hoặc là mình có những người thân, những người bạn đời, bạn đạo, những người bà con ở trong nhà đang bị bệnh như vậy thì gần chết, trong những giờ phút đó thì mình có những cái lời khuyên như thế nào dựa theo tinh thần của lời Phật dạy. Và cuối cùng phần kết luận thì Ngài đưa ra một cái phân tích hướng dẫn để chúng ta thực tập dựa theo cái bài kinh Girimananda. Bài kinh Girimananda là một cái bài kinh rất phổ thông trong hàng ngũ chư tăng Nam tông Nam truyền. Đó là một trong những bài kinh mà thường đọc trong cái lúc hậu trì, những cái loạt bài kinh hậu trì. Chúng ta cũng có thể có nghe rồi, nghe bằng tiếng, đa phần là tiếng tiếng Pali, theo những cái âm giọng khác nhau, âm giọng Việt, âm giọng Khmer, Lào, Thái, Sri Lanka. Nhưng mà đôi khi mình không để ý, mình chỉ nghe như vậy thôi. Hoặc là đôi khi có thể chỉ tăng dịch ra tiếng địa phương, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Lào, nhưng mà mình chỉ nghe tụng, rồi mình tin tưởng cái sự hiệu nghiệm linh thiêng của bài kinh, nhưng mà đôi khi mình không có quan tâm tìm hiểu cái ý nghĩa cũng như cái sự áp dụng của cái bài kinh đó trong cái công phu tu tập của mình. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng phải nghe nghe tới nghe lôi kia như là vịt nghe sấm vậy thôi, mình biết mình hoan hỷ nhưng mà mình không có hiểu được ý nghĩa. Thì qua cái phần kết luận này, khi mà giới thiệu cái bài kinh và phân tích cũng như với là cái mục đích là đưa ra những cái đề tài để mình quán niệm, thì chúng tôi thấy rất hay. Có 10 cái đề tài ở trong đó. Thì khi mà chúng tôi nhận được cuốn sách thì cái việc đầu tiên sau khi giới thiệu lược cuốn sách là chúng tôi trình bày ngay cái đoạn, cái phần cuối cùng. Một lần khoảng 2 năm trước, khi khoảng năm cuối năm 2017. Thì trong tương lai mình sẽ quay trở lại. Bởi vì chúng tôi thấy là một cái người thực tế và thực tiễn cũng như lớn tuổi rồi, thì chúng tôi ít có quan tâm đến vấn đề lý thuyết mà chú tâm nhiều hơn về thực hành. Mặc dù cả hai phương diện lý thuyết và thực hành phải bổ sung cho nhau, nhưng mà nó thay đổi tùy theo từng giai đoạn của mỗi người. Chúng tôi ở trong cái giai đoạn lớn tuổi rồi, quỹ thời gian cũng còn có không có nhiều nữa. Thành thử ra ngày xưa thì rất là tò mò, ham học hỏi, biết muốn biết đủ thứ chuyện. Nhưng mà bây giờ thì một phần thì trí nhớ của mình nó cũng suy giảm nhiều rồi, một phần nữa thì mình thấy rằng cũng tạm đủ, nữa ra những cái gì cái hiểu biết của mình cũng tạm đủ. Bây giờ cần làm sao để mình sử dụng cái thời giờ còn lại cho có ý nghĩa hơn. Thành ra trong những cái giây, những cái năm gần đây thì chúng tôi có cái khuynh hướng thiên về cái mặt thực tập, thực tế, thực hành nhiều hơn là cái mặt lý thuyết suông. Mặc dù chúng tôi nhấn mạnh ở đây là cần phải có cái sự cân bằng cả hai phương diện, lý thuyết và thực hành, kinh điển và thực tập và tu tập. Và tối hôm qua chúng tôi có ngồi nghe một cái bài giảng của Ngài Bhikkhu Bodhi ở bên Mỹ, thì Ngài cũng nhấn mạnh cái chỗ đó, học và hành phải bổ sung cho nhau. Chứ nhiều khi chúng ta quên đi điều đó, hoặc là dĩ nhiên trong đời thì có lúc chúng ta đặt nặng về vấn đề học, có lúc chúng ta đặt nặng về vấn đề hành. Có cái điều đó là điều rất là thực tế, dĩ nhiên đương nhiên là như vậy. Nhưng mà mình đừng có quên, đừng quên cả hai mặt phải đồng đều và phải cân bằng và bổ sung cho nhau, giữa học và hành, giữa lý thuyết và thực tế. Cái điều này rất quan trọng. Nhiều khi mình quên, mình phải tự nhắc nhở luôn luôn. Và mình cũng đừng có chê bai hay khinh thường người khác. Cái người này chỉ có học thôi không biết hành, hay là cái người này chỉ biết hành thôi mà không biết học. Cái điều đó nên tránh cái thái độ đó. Nhiều khi người ta ở trong những cái giai đoạn của người ta mình không có biết. Có những cái giai đoạn trong cuộc đời của người đó họ đặt nặng về, nhưng mà biết đâu họ cũng có để ý tới hành,
và cũng có những giai đoạn trong cuộc đời của họ, họ đặt nặng về hành, mà họ bởi vì cái mỗi người có cái hoàn cảnh và căn duyên khác nhau, cho nên mình nên tránh cái thái độ đó. Thì cái bản thân chúng tôi cũng vậy, cũng bị lầm lỗi như vậy, thành thử cũng phải tự nhắc nhở luôn luôn. Bây giờ trở lại cái vấn đề ở đây là cái phần giới thiệu rất quan trọng. Thành ra trong tương lai khi mà hết cái loạt bài nói chuyện này thì chúng tôi sẽ trở lại cái bài kinh Girimananda đó như là một cái kim chỉ, một cái bản đồ để chúng ta áp dụng thực hành. Và càng suy ngẫm thì chúng ta thấy rất là có giá trị. Mặc dù nhiều bài kinh khác cũng hay lắm, nhưng mà chỉ có tiếc rằng là không hiểu, cái bài kinh Girimananda là không có được phổ biến. Đa phần chúng ta tới những cái trường thiền này nọ thì chúng ta chỉ biết cái bài kinh niệm xứ hay lập niệm thôi, hoặc là quán niệm hơi thở này kia. Nhưng mà rất là ít, chúng tôi thấy hầu như rất ít các vị thiền sư cũng như các vị giảng sư đề cập tới cái bài kinh Girimananda này. Mà theo cái nhìn riêng của chúng tôi thì chúng tôi bây giờ thấy nó quan trọng, tức là đưa ra 10 cái đề tài để chúng ta quán niệm và rất là ích lợi. Bây giờ xin trở về cái bài nói chuyện là cho thêm một chút xíu nữa là bởi vì do cái lời đề nghị mà của giáo sư Đỗ Chính Nhân mà ngài tỳ khưu Analayo mới soạn ra cuốn sách này. Nhưng mà chỉ tiếc rằng là khi mà xong cái bản thảo và đưa cho giáo sư Đỗ Chính Nhân xem thì giáo sư rất là hoan hỷ và có viết cái lời bạc, tức là cái lời cuối cùng cũng như là giới thiệu cũng như nói về cái hoàn cảnh trong cái bản thảo đó. Nhưng mà sau đó thì giáo sư qua đời thì đã không có thấy được cái bản in in ra thành sách, mà chỉ thấy được cái bản thảo của ngài tỳ khưu Analayo thôi. Mà cái lời bạc rất hay, ra khi chúng tôi đọc cái lời bạc chúng tôi rất là xúc động và có dịch ra tiếng Việt và phổ biến hạn chế ở trong cái trang Facebook cá nhân của mình, và cũng có đưa vào trong một trong những cái link ở ở trong trang web này nữa. Rồi nói về những cái bài chúng tôi chia sẻ cũng như những cái bài dịch bài giảng ở trong này thì xin hoan hỷ xem như là đây là bản thảo, bản sơ thảo thôi. Khi mà các anh chị đọc thấy có những cái gì mà sơ xuất hoặc là lầm lỗi, những lỗi đánh máy, những lỗi chính tả hay là cái câu văn không được suôn sẻ thì hoan hỷ cho biết để chúng tôi chỉnh. Đây không phải là cái bản cuối cùng, đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà quý anh chị có thấy hoan hỷ muốn phổ biến cho người khác thì cũng phải cẩn thận, cũng phải nhắc nhở những người khác rằng đây chỉ là một bản sơ thảo. Rồi nghĩa là trong tương lai nếu có in thành sách hay là có sưu tập lại thành một bản PDF, một bản ebook thì chúng tôi phải sửa lại rất nhiều. Ở đây chỉ là sơ thảo, mình chỉ ghi vội vào đây để cho với cái mục đích chứ để giúp cho chúng tôi trình bày ở trong cái room này được rõ ràng hơn. Nhưng mà nó có còn rất nhiều lỗi chúng tôi biết được như vậy, chắc chắn là còn rất nhiều những cái lỗi sai. Thành ra khi mà phổ biến ra bên ngoài hay rộng rãi hơn thì phải xin hoan hỷ để ý chỗ này, chưa phải là cái bản cuối cùng. Chúng tôi sẽ sửa đi sửa lại, mà chúng tôi cũng không có thông báo đâu. Chỉ mình thấy sửa chỗ nào hay cái sai chỗ nào, không thích cái đoạn nào thì mình sửa ngay rồi mình đưa vào thôi. Thành ra nó còn rất là nó còn phải gọt giũa thêm. Đó là nói về sơ qua giới thiệu để chúng ta thấy cái nhìn về cái cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Bây giờ mời các anh chị đi vào cái hình đầu tiên để thấy cái dàn bài của toàn thể cuốn sách. Thì chúng tôi đưa cái link ra đây. Nếu mà anh chị nào vào được thì xin cho số 1. Thì mình chưa thấy, như đã nói, cuốn sách có 24 chương, chia làm hai phần. Từ chương 1 tới chương 12 nói về bệnh, và từ chương 13 tới 24 thì nói về chết. Và cuối cùng có phần kết luận là hướng dẫn hành thiền dựa trên bài kinh Girimananda. Thì chúng tôi mỗi lần như vậy thì đánh cái dấu ngôi sao, dấu hoa thị màu đỏ để chúng ta biết chúng ta đang ở trong cái chương nào.
Thì hôm nay chúng ta đang ở trong chương 18, lời khuyên về chăm sóc giảm nhẹ. Và cũng tương đương như vậy thì Ngài cũng rất là chu đáo. Ngài Analayo mới đưa ra một cái bản liệt kê khác gồm có 24 chương tương đương với 24 chủ đề mà Ngài đề nghị chúng ta để ý và tự tìm hiểu thêm có những cái chủ đề liên quan. Thì cái chương 18 này là chủ đề chúng ta tìm trong kinh điển, những cái chủ đề Đức Phật và Chư Tăng dạy về thế nào là hạnh phúc và được phải được phát triển từ từ, tinh luyện, tiệm tiến là từ. Chúng ta thường thường nóng nảy hoặc nhiều khi mình không hiểu, mình tới là Phật là mình muốn thành A-la-hán, mình muốn giải thoát giác ngộ ngay, có hạnh phúc rốt ráo của Niết Bàn liền. Rồi nhiều khi chúng ta đọc những cái mẫu chuyện về các vị thiền sư ở bên Trung Hoa, bên Nhật rồi này kia, mình thấy sao mà dễ. Mình phải để ý chỗ này, không phải dễ. Chúng ta còn ngồi ở đây, tức là mình là những phàm nhân, phàm phu vô văn, phàm phu tục tử, còn lăn trôi luân hồi rất nhiều kiếp. Những cái tập khí, những cái nghiệp mình đã tích lũy lâu đời, nhiều kiếp, không phải một ngày, một tháng là mình có thể làm xong được. Phải để ý ngay chỗ này. Những cái vị mà mình đọc những cái câu chuyện thấy rằng Đức Phật chỉ dạy cho một câu là họ ngộ, giác ngộ ngay, hoặc là trong những câu chuyện về thiền thì ông thiền sư hét một tiếng hoặc lấy cái gậy đập lên đầu một cái là giác ngộ, thì mình phải cẩn thận những cái chuyện đó. Có thể có những cái ẩn dụ khác nhau, mà cũng có thể những cái nhân vật trong những câu chuyện đó là các vị đó đã tu tập nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Cho tới kiếp cuối cùng thì họ đầy đủ phước duyên, họ gặp Đức Phật. Thật ra Đức Phật thấy được căn cơ của họ, thì Đức Phật chỉ cần có một bài giảng hay một lời khuyên thôi là họ động tâm, họ đánh thức họ, là họ các vị đó là giác ngộ ngay. Nhưng mà mình phải để ý. Chúng tôi thường hay lấy thí dụ là giống như mình trồng cây cam hay cây chanh ở nhà, mình đi tới vườn ươm cây, mình mua về một cái cây con nhỏ, hoặc là mình ở nhà mình lấy hột mình gieo xuống đất, rồi mình phải tưới cây cho nó lên, lên thành cây con, rồi mình phải tìm những cái chỗ nào thích hợp mình trồng nó xuống, rồi phải chăm sóc, rồi phải vô phân bón, rồi phải dùng những thuốc trừ sâu để ngăn ngừa những cái sâu bỏ tới ăn phá, rồi cái chỗ đó nó phải đầy đủ nắng, phải đầy đủ mưa, đủ thứ những cái nhân duyên khác nhau, thì từ từ cái cây nó mới lớn được. Mình phải chăm sóc nó ngay từ khi còn là cây con, tới khi mà nó kết hoa kết trái rồi mình cũng phải vẫn tiếp tục chăm sóc. Nhiều khi có những con bướm hoặc là những con ong, những con sâu khác tới nó phá, mình phải xịt thuốc này nọ. Tới một ngày đó nó kết thành trái, rồi nó lớn lần lần, từ trái màu xanh nó chuyển sang màu vàng, rồi chuyển sang màu cam đỏ. Rồi một cái ngày đẹp đẹp trời nào đó mình thấy có một cái luồng gió thổi tới, một cái luồng gió mạnh thổi tới, nó rớt xuống. Cái trái đó chín chín mùi rớt xuống, hoặc là mình hái nó mình ăn. Rồi nhiều khi mình quên đi cái giai đoạn từ lúc mình thành một cái hạt giống hay là một cây con cho tới khi mà nó kết hoa, đơm hoa kết trái. Mình chỉ nghĩ tới một cái cơn gió thổi là mình rớt xuống, là mình có trái cam hay trái chanh để ăn thôi. Thì cái hình ảnh đó là cũng như là gợi ý cho chúng ta thấy, có một cái khi chúng ta đọc cái câu chuyện và thấy một cái người nào đó mà gặp Đức Phật hay là gặp một vị thầy tổ, là chỉ cần có một câu hay một cái lời phát biểu hay là một cái hành động nào đó là cái vị đó giác ngộ. Mình chỉ nghĩ tới cái chỗ đó mà quên cả một cái tiến trình có thể nhiều đời nhiều kiếp các vị đã tu tập. Ra mình ở đây bây giờ cũng vậy thôi. Mình mặc dù mình cũng muốn đạt đến cái mục tiêu cuối cùng, nhưng mà phải nó là một cái chặng đường dài, cần phải chăm sóc tu tập, mà có thể nhiều kiếp nữa chứ không phải chỉ có một kiếp này thôi. Đó, chúng tôi muốn chia sẻ một cái ý tưởng như vậy. Thì hôm nay là trong chương 18 nói về lời khuyên của chăm sóc giảm nhẹ, thì mời các anh chị qua trước khi chúng ta vào đó thì chúng tôi xin ra một vài cái ý tưởng nhắc lại. Cái này cũng đã trình bày nhiều lần rồi và nhiều khi mình không có nắm, thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình tiếp đây chúng tôi đưa ra đây là
soạn ra là dựa theo một cái bài, những cái hình ảnh mà ở trên internet nói về cái quan niệm thế giới như thế nào theo cái nhìn của đạo Phật. Có đúng thực tế hay không đó thì chúng tôi không dám bàn, nhưng mà ở đây chỉ nói rằng nếu mà chúng ta đọc kinh sách đó, thì chúng ta cần phải nắm nắm bắt những cái khái niệm căn bản này. Thì về cái quan niệm về cái cấu tạo của thế giới và vũ trụ trong kinh điển Phật giáo là dựa theo cái hiểu biết, cái văn hóa của người Ấn Độ 25 26 thế kỷ trước. Và cái hiểu biết đó cũng loan truyền tới tới Trung Hoa, tới Trung Quốc, rồi từ từ cũng truyền vào Việt Nam, nên thử là người Việt 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 chúng ta thì khi mà nhìn có thể hiểu được. Đối với người Tây phương thì có thể họ khó khăn hơn, bởi vì họ ở trong một cái văn hóa, một cái nền văn minh khác nhau. Còn chúng ta là người Việt cũng như người Thái, người Sri Lanka, người Lào, người Khmer thì tương đối dễ tiếp cận. Và cái khái niệm này nó ăn sâu trong cái tâm thức của người Việt của chúng rồi. Nhưng mà đôi khi nó không có một cái hệ thống, thì ở đây chúng tôi xin soạn là như vậy. Thì đối với chúng ta, đối với cái nhìn của về cái thế giới của Phật giáo á, thì chúng ta thấy rằng không phải chỉ có con người thôi. Chúng ta thường thường chỉ thấy là có con người, có thú vật, chúng ta gọi là chúng sinh. Đôi khi thì mình có nghe đồn đoán này nọ, hoặc có cái cảm giác có ma hay là có chư thiên gì đó, nhưng mà thật sự ra mà nói thực tế, ngay bản thân chúng tôi cũng vậy, mình chỉ biết có người ta với lại những con thú vật, con mèo, con chó, con cá, con chim này thôi. Nhưng mà theo cái nhìn của Phật giáo thì cũng không phải như vậy. Chúng sinh còn có nhiều loại chúng sinh khác trong cái cõi ta bà luân hồi này. Và trên cái nhìn tổng quát thì có thể chia làm ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu các chị nhìn vào cái hình bên tay phải trong cái sơ đồ này, thấy chúng tôi chia ra là ba ba đó. Không biết có thấy được không? Cái chữ dục giới, sắc giới, vô sắc giới chúng tôi viết theo cái chiều đứng, chiều đứng từ dưới lên trên. Không biết anh Trần Gia có thấy được ba cái chữ này không? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì trong cõi sự dục giới, tức là chúng ta là những chúng sinh đó, thì có hiện hữu và tiếp xúc với những cái gì xung quanh qua năm cái cửa, năm năm cái cửa về về thân thể, và một cái cửa về 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 tâm, tức là mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì trong cái cõi dục là có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi là và trong đó thì chúng ta có con người với lại thú vật hai. Rồi ngoài ra còn có những chúng sinh đang sống ở ở địa ngục, hoặc là có những chúng sinh đang là những con quỷ đói, lang thang, ngạ quỷ, hoặc là những loại Atula, hoặc là những có những chị trời đó, mà chư thiên, nhưng mà chư thiên ở trong cõi dục giới. Thì chúng ta sẽ đi thêm. Và người Ấn Độ thời đó thì họ có quan điểm cũng rất là giống với người Tây phương, bởi vì cái thiên văn học của họ cũng chưa được phát triển, cũng chưa có phi thuyền hay là hỏa tiễn máy bay gì hết. Thì họ cho rằng cái quả địa cầu thì thật sự nó không phải là cầu, mà nó là một cái đĩa, nó là một cái đĩa tròn, giống như cái đĩa tròn, đĩa ăn cơm, đĩa tròn. Ở giữa là có cái ngọn núi đó là núi Tu Di, gọi là núi Tu Di. Rồi chung quanh là bao bọc bởi nước, và có bốn cái đại lục, tức là có Diêm Phù Đề, có Đông Thắng Thần Châu, có Bắc Câu Lưu Châu, có Câu Đà Ni Châu hay Tây Ngưu Quá Châu. Đó là cái hình ở bên tay tay trái. Mình nhìn ở trên nhìn xuống nó là như vậy. Ở giữa là núi Tu Di, rồi có một dải những cái núi khác bao bọc những cái hòn đảo, rồi ra ngoài rồi có bốn đại lục Đông Tây Nam Bắc. Thì chúng ta là ở cái cõi Diêm Phù Đề, Champu Dipa, tức là ở phía nam, nam thì Bộ Châu. Có theo dõi được chỗ này anh Dũng với chị Nguyên Tệ có thấy được chỗ này à. Và nó có cái hình giống như tam giác ngược như này, thì đó là hình của xứ Ấn Độ à. Hình thế ra người Ấn Độ thì mình cũng phải thông thông cảm như vậy à, người xứ nào thì coi như là xứ đó là trung tâm thôi, cũng như cái chữ Trung Hoa, thật sự là cái Trung là chính giữa, Trung Quốc tức là cái nước trung tâm à. Người người Tàu thì họ tự hào, họ cho họ là cái trung tâm của vũ trụ, thì họ đặt cái tên của nước họ là cái nước Trung, cái nước ở giữa. Cái Trung này là trung tâm đó. Đó, nhiều khi mình nói người Trung thì mình cũng phải cẩn thận.
cũng bắt ngày xưa trước Bảnh Lâm thì ở miền Nam hay nói là người Hoa, tức là từ cái chữ Trung Hoa, Trung Hoa. Và người Ấn Độ thì họ cho là họ cũng là ở trung tâm, còn những nước xung quanh đó là những nước mang di mọi trợ, coi như là họ văn minh. Đó là cái khái niệm về cái tính dân tộc của họ. Và ở cái cõi ở núi Tu Di á, thì có nhiều cái chúng sinh tương đối nghe là có cái hạnh phúc hơn, trong đó có những cái cõi trời, những cái thiên, ở những cái tầng bậc khác nhau trên cái núi Tu Di đó. Đó là những loại chư thiên ở dục giới, họ cũng có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân như mình, nhưng mà nhiều khi mình không có thấy được bởi vì nó rất vi tế, nhưng mà họ cũng tiếp xúc qua cái năm năm cái cửa đó, thành thử gọi là dục giới. Đó, thành thử ra ngay ở dục giới ấy, thì chúng ta có những cái chúng sinh ở địa ngục, những chúng sinh ở giống cái loài lang thang ngạ quỷ, những loài chúng sinh cũng có nhiều quyền lực, nhưng mà có tâm lúc nào cũng ít, cũng gọi là ganh tị, lúc nào cũng muốn chiếm hữu này kia, tức là loại tu la. Rồi ở trên cái núi Tu Di đó thì có nhiều cái tầng bậc khác nhau, có những cái vị trời khác nhau. Rồi đó là cái cõi dục dục giới, lên một cao một cấp nữa là cõi trời sắc giới. Thì cõi trời sắc giới bây giờ thì chúng sinh chỉ sống có cũng còn hình sắc, nhưng mà rất 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 rất, rất là vi tế, cũng còn hình sắc, vi tế, cũng còn có thể nghe được âm thanh, đương đối là đi nặng về cái khả năng nghe và thụ hưởng những cái niềm vui về cái âm thanh nhiều hơn trong cái cõi cõi đời sắc giới. Và quá dĩ nhiên là họ có cái ý, cũng có cái phần ý. Rồi lên trên một cái tầng bậc nữa là cõi trời vô sắc giới, tức là lúc bây giờ thì cái hình tướng họ hầu như biến mất rồi, họ chỉ có cái tâm ý thôi, đó là cõi trời cao nhất. Thì đó là chúng tôi chỉ sơ lược như vậy về cái quan niệm về vũ trụ của người Ấn Độ thời xưa. Và cái quan niệm đó vẫn còn có những cái dấu ấn tìm cho tới ngày hôm nay, ngay cả trong những cái lời ăn tiếng nói, những cái suy nghĩ của người Ấn Độ cũng như người Trung Hoa cũng như người Việt chúng ta, nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy cũng có còn những cái ảnh hưởng, những cái tác động như vậy. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình này thì phải vào chi tiết hơn, tức là phân chia cái cõi chúng ta ở là thành 31 cõi tất cả. Phân ra làm ba nhóm: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có anh chị nào vào được xin cho số 1. Nhưng mà chúng ta ghi nhớ rằng đây là cái bản được phát triển về sau này dựa theo chú giải, tức là khoảng 1.000 tới 1.500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Mặc dầu trong kinh điển Nguyên Thủy thì cũng có đề cập đến một số những cái cõi, nhưng mà không có sắp đặt thành ra một cái hệ thống giống như cái bản này. Cái bản này là chúng tôi dựa theo cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada, nhưng mà ngài ngài không có nói rõ. Về sau này chúng tôi mới biết là đây là dựa thêm vào những cái thông tin trong các chú giải phát triển về sau. Chúng ta nhớ như vậy. Chứ trong kinh điển không có ghi rõ ràng 31 cõi như thế này. Mặc dù một số cõi thì có đề cập tới, nhưng mà không có ghi đầy đủ rõ ràng như thế này. Là chúng ta xem để biết, để làm quen. Khi chúng ta đọc kinh điển hoặc đọc chú giải, chúng ta làm quen. Nhưng mà một cái điều quan chúng tôi muốn nhắc ở đây là nhất phần tuổi thọ đó, đó là cái con số không có gọi là tuyệt đối, không có tuyệt đối, chỉ là con số ghi ra để chúng ta thấy như vậy thôi. Trong chú giải có ghi con số đó, nhưng mà đó là không phải là một cái sự thật tuyệt đối, chúng ta xin nhấn mạnh ở chỗ đó. Thì chúng ta thấy đi từ dưới lên trên, sắp xếp từ dưới lên trên, tức là cái loại thấp nhất, khổ sở nhất, thấp hèn nhất là ở địa ngục số 1, và cao nhất là số 31. Không biết là anh Việt Xô, anh Trần Giao có thấy chỗ này, từ số 1 tới số 31, bắt đầu từ loại địa ngục đi lên. Thì trong cái dục giới đó có tất cả là 11 loài chúng sinh, hay là 11 cõi, và loài người của mình chỉ đứng số 5 thôi.
À, chúng ta sơn màu đỏ đó để chúng ta thấy thấy cái sự là thứ nhất là cái vị trí của mình, à, và cũng thấy rằng mình cũng không phải là cái gì mà gọi là ngon lành hay là cái rốn của vũ trụ đâu, là người chúng ta chỉ là đứng hạng thứ năm, thứ năm thấp nhất, còn trên đó là còn tới 25 25 cõi, 25 26 cõi cao hơn nữa. Và chúng ta chỉ là cao hơn loài Atula, ngạ quỷ, thú vật và địa ngục thôi. Ra nhiều khi ở trong kinh điển hoặc những lời chúc tụng, hoặc có khi nào đó một cái người thân qua đời hay là ai đó mất đi thì mình hay nguyện cho họ được tái sinh về nhàn cảnh là ở chỗ này. Cảnh nhàn tức là tái sinh về vào loài người hoặc là những cảnh cao hơn. Còn cái cảnh khổ tức là bốn cái loài loài Atula, ngạ quỷ, thú vật và địa ngục, à, đó gọi là cảnh khổ, thấp khổ. À, chỉ có bốn cảnh là thấp hơn mình là tương đối vừa khổ vừa vui, còn trên nữa là đa phần là vui. Thành ra mình nguyện chúc cho người nào đó vừa qua đời là nếu mà có tái sinh thì chúc cho người đó tái sinh vào cảnh nhàn, nhàn cảnh tức là loài người hoặc là những cái loài trời cao hơn. Vậy thì ra mình thấy ở đây nó quan trọng là có những chúng sinh cao hơn ở trong những cõi trời từ số 6 tới số 11, tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất quá lạc và tha hóa tự tại. Rồi trên nữa thì có những cái chúng sinh ở cõi trời sắc giới, quan trọng nhất là ba cái cõi trời kế tiếp từ 12 đến 14 là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Là tại sao chúng tôi nói quan trọng? Là bởi vì trong kinh điển Đức Phật không phải chỉ giảng pháp cho loài người chúng ta, mà thỉnh thoảng cũng có những cái loài trời, những cái chư thiên ở những cái cõi trời đó họ tương đối thấp và tương đối gần gũi với loài người, họ có đến hỏi 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 pháp này. À, họ cũng là thuyết để Đức Phật thuyết giảng cho họ nghe này. Nhất là những cái cõi trời ở trong cái dục giới, tức là tha hóa tự tại, quá là thiên, đâu xuất thiên, dạ ma thiên, đao lại thiên và tứ đại thiên vương, càng gần gũi với loài người càng thấp ghép, càng chừng nào thì họ càng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với loài người và đến gặp Đức Phật và chư tăng. Và chúng ta thấy rằng trong những cái đợt, những cái chùa cũ, những chùa xưa, những cái đền đài xưa, thường thường có những vị hộ pháp này kia, tức là cũng từ những cái cõi trời tứ đại thiên vương và đao lợi là gần gũi nhất. Ra mình thấy mình hiểu được như vậy. À, thì ra mình làm quen với những cái tên gọi đó. À, và à, cái chúng cái cõi cái những cái chư ở cõi trời sắc giới mà thấp nhất á, thì cũng tương đối cũng có những cái giao lưu với loài người chúng ta, và họ cũng có trong kinh điển cũng có ghi lại là hay gặp Đức Phật. Một điều thứ hai cũng quan trọng nữa là đối với Ấn Độ giáo thời đó họ chỉ thờ tới Đại Phạm Thiên thôi. À, đối với họ Đại Phạm Thiên là cao nhất, Brahma, và từ đó mà dịch ra là Bà La Môn, tức là họ trong Ấn Độ có bốn cái giai cấp khác nhau và giai cấp cao nhất là giai cấp giáo sĩ, thì họ gọi là giai cấp Bà La Môn, tức là họ tự cho rằng hoặc là họ quan niệm rằng những người sanh ra trong giai cấp đó là thật sự ngày xưa hoặc là những cái đời trước là xuất thân từ cái cõi Phạm Thiên này. Đại Phạm Thiên coi như tương đương với Thượng Đế theo cái tinh thần, cái hiểu của người Việt và người Trung Hoa, có nhiều quyền lực và có thể cai quản cái địa cầu. À, anh chị có thấy được chỗ này không? Rồi cao nhất trong cái cõi trời sắc giới đó thì có từ 23 trở lên, tức là vô đọa thiên, vô phiền thiên, cho đâu sông thiên, 23, 24, 25, 26, 27 đó, năm cái cõi trời đó. Thì theo kinh điển đó là nói là thường thường dành cho cái bậc thánh bất lai, à, tức là những cái vị nào đó tu tập để nhập vào dòng thánh rồi qua được cái giai đoạn đầu tiên là dự lưu rồi tới nhất lai. Nhất lai có nghĩa là quay trở lại đây, quay trở lại cái cõi dục một lần, à, rồi mới giác ngộ giải thoát. Còn dự lưu là nhập vòng tức là còn phải tái sinh luân hồi nhưng mà tối đa là 7 kiếp thôi, à, thất lai, còn gọi là thất lai tối đa chứ không phải là bắt buộc, có thể một hai kiếp cũng xong, à, nhưng mà dự lưu là nhất lai là vậy. Còn bất lai tức là không quay về, không quay về ở đây tức là không quay về cõi dục chứ không phải là đi luôn, à, tức là họ sẽ tái sinh vào trong cái cõi trời sắc giới cao nhất của sắc giới đó,
rồi họ những cái vị đó tu tập một kiếp nữa là đắc a la hán, không còn tái sinh luân hồi nữa, ra khỏi cái vòng luân hồi. Không biết cái chỗ này anh Trần Gia có thấy được chỗ này nữa. Là coi như là từ 23 cho tới 27 đó là cái cõi trời dành cho những cái bậc thánh bất lai. Còn trên nữa thì là cõi thiền, cõi trời vô sắc, cõi trời vô sắc. Điều đó là mình hiểu cách sơ lược thôi. Một cái điều quan trọng nữa đó là không phải là mình chết đi rồi mình mới tái sinh, đó là một quan niệm. Một cái nhìn khác nữa mà chúng tôi thấy có đề cập sau này trong các bản chú giải và trong A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp đó. Rồi sau này chúng tôi có đọc sách, chúng tôi thấy rất là tâm đắc, là thật sự ra đó có một cái quan niệm khác, tức là mình chết đi sống lại từng sát na, chứ không phải khi mà đợi cho khi nào cái thân ngũ quẩn mình mới nó tan rã, nó ngừng hoạt động rồi mình mới chết, rồi sau đó mình mới tái sinh. Đó là một quan niệm. Nhưng mà quan niệm thứ hai có lẽ ít người để ý là cái tâm mình thay đổi luôn luôn, và mỗi lần tâm thay đổi như vậy là coi như một lần mình chết đi, rồi mình có một cái nhìn mới, một cái ý tưởng mới, một cái thái độ mới, coi như mình sống lại mà sống trong một cái hoàn cảnh khác, tức là mình thay đổi từng giây phút đồng hồ, hay là nói cách theo cái thuật ngữ từng sát na. Thì khi nào anh chị nhìn thấy theo theo cái ý kiến riêng của chúng tôi thì là mình không biết, tại vì thật sự là mình nói là mỗi ngày là mình chỉ thấy được loài thú với loài người thôi. Rồi bây giờ mình thành ra chúng tôi thích cái quan điểm thứ hai này hơn, tức là cả hai quan điểm đều quan trọng, nhưng mà mình thích cái quan điểm thứ hai, tức là cái tâm của mình nó thay đổi như thế nào là mình sống trong cái cảnh giới của tương ứng với cái tâm lúc đó. Không biết có nắm chỗ này. Nên tới ra khi mà mình có những cái tâm ác, chẳng hạn như là mình cảm thấy khổ sở dằn vặt, lúc nào cũng khổ sở này kia, thì lúc đó giống như là cái người đang sống ở địa ngục. Hoặc là có khi thì mình thấy lờ đờ, không có hiểu rõ, cái gì mình cũng sợ, cũng lo, bị không hiểu rõ vấn đề nó như thế nào này kia, mình lo lắng này kia, mình sợ. Thì đúng giống giống đó là cái tâm của loài thú, tức là mình đã tái sinh vào cõi thú. Rồi có khi thì mình thèm muốn, mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn được cái này, đi thèm ăn mà không được ăn. Bây giờ sáng sớm, bây giờ chúng tôi đang đói bụng, bây giờ sáng sớm chưa có điểm tâm, có ai mà nói về chuyện ăn phở, hủ tiếu, mì, rồi tự nhiên cái mình thấy thèm. Thì đó là cái tâm của loài ngạ quỷ. Rồi có khi mình cảm thấy đố kỵ, ganh tị, không muốn người ta hơn mình, hoặc là thấy người ta sướng hơn mình, đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, ăn nói có duyên hơn mình, cái tự nhiên mình cũng không thích, mình muốn tranh giành. Thì đó là cái tâm của loài Atula. Lúc đó mình sống như là loài Atula. Thì có như vậy mình mới hiểu được cái cảnh khổ nó như thế nào, và mình sửa đổi cái tâm của mình để mình tránh những cái trạng thái khổ đó. Rồi á, có khi mình sống mình làm 10 cái điều thiện, gọi là thập thiện nghiệp, mình giúp đỡ bố thí, mình giữ giới, mình ăn nói đàng hoàng, rồi mình biết cái lời ăn, giữ gìn lời ăn tiếng nói, mình sống tử tế, mình có lòng vị tha, mình thích. Thì lúc đó là mình sống như là người trời trong cái cõi trời dục giới. Hoặc là mình may mắn mình ở trong những cái gia đình, hoặc là cái tôi mới cũng có tiền bạc, mình ở trong nhà nó có đầy đủ tiện nghi, mình thấy cái thân xác của mình nó không có bị khổ sở. Chẳng hạn giờ sáng nay bên ngoài trời xuống 10, mà trong này chúng tôi không thấy lạnh, không thấy rét lạnh, bởi vì nhà đóng cửa lại hết rồi, đồng thời có những cái máy sưởi được mở ra thì nó cái mình thấy thoải mái, dễ chịu, mình mặc những cái đồ quần áo rồi nó ấm áp này kia. Rồi mình muốn ăn, đói cái mình ăn những cái món mình thấy nó dễ tiêu và nó nhẹ nhàng, đầy bụng, không có giờ bị đói khổ, không lo gì hết. Mở tủ lạnh lúc nào cũng có, đại khái như vậy. Thành ra đó là cái đời sống giống như cái đời sống của chư thiên. Rồi bây giờ quan trọng hơn nữa đó là vâng, ở mùa đông ngày Minh Minh Tâm, bây giờ là mùa đông, bắt đầu là đầu mùa đông. Úc là phải nên nhớ, lúc nào cũng phải nhớ là Úc là nằm ở phía nam bán cầu,
đa số những cái quốc gia khác như Mỹ hoặc là Việt Nam, Ấn Độ thì nó là ở Bắc bán cầu, thành thử ra cầu trái ngược đấy nha. Ở Bắc bán cầu là mùa hạ thì Nam bán cầu là mùa đông, và cái mùa hè của chúng tôi thì là lại là mùa đông ở các nước khác, tức là mùa hè là khoảng tháng 12 Noel. Có vẻ hình thường thường ngày xưa có vẻ hình ông già Noel mặc quần tắm đi lướt sóng đó, là xin nói ra ngoài đề tài một chút. Bây giờ trở lại ở đây là khi mà cái tâm của chúng ta đó có một cái đầy đủ từ bi hỷ xả, lúc nào cũng thương yêu mọi người, hoan hỷ với lại cái sự vui, cái sự thành công hạnh phúc của người khác, rồi mình thấy người ta đau khổ thì mình thương xót, mình tìm cách giúp đỡ, nhưng mà đồng thời cái tâm mình đó là không có bị chao động, lúc nào cũng bình thản, nó từ bi hỷ xả, thì lúc đó là mình sống như là chư thiên ở cõi trời Phạm Thiên như vậy, từ số 13 tới 14. Hoặc là khi mà mình hành thiền, mình cái tâm mình thật định, bình định, và mình nhập vào cái tầng thiền đầu tiên, tầng sơ thiền, thì lúc đó cái người mà ở cái trạng thái tâm của một người ở sơ thiền là giống như là cái trạng thái tâm của cõi trời Phạm Thiên, ba cái cõi trời Phạm Thiên. Nó không thấy là anh Minh Tâm có theo dõi được chỗ này không? Cái cột cuối cùng theo cái nhìn chúng tôi đó, nó cũng rất là thú vị để mình biết, cái tâm của mình như thế nào đó. Thì đó mình thấy được cái chỗ đó, đó là mình đã ở trong cái cõi trời sơ thiền. Hoặc là khi mình chết, ngay cái lúc chết là mình cái tâm mình ở trong cái trạng thái sơ thiền đó, thì có khả năng mình sẽ tái sinh vào cái cõi trời Phạm Thiên. Đó là cái cận tử nghiệm nó quan trọng ở chỗ đó, nó quyết định là mình tái sinh ở chỗ nào. Và khi mình tái sinh mà cái tâm mình khổ sở là nó đưa xuống địa ngục. Cái chỗ đó quan trọng, nhưng mà không phải là cái điều tuyệt đối quan trọng. Chúng tôi sẽ nhấn nhấn mạnh chỗ này, nhiều khi mình trao đổi rồi nó tạo cái sự hiểu lầm, bởi vì nó còn tùy cái nghiệp của mình đó. Thí dụ như bây giờ chúng tôi nói thí dụ cho mình sống ác, mình tạo những quả xấu trong cái đời sống bình thường, tức là cái thường nghiệp của mình, thì bây giờ dầu cho tới cái giờ phút cuối mà mình cái tâm mình trở nên bình thản, mình nhập thiền đi nữa, mình tái sinh vào cái cõi trời, thì mình không có hưởng được lâu. Cái tuổi thọ nó sẽ ngắn đi, rồi mình khi mình chết đó thì những cái quả xấu nó sẽ trổ ra, trổ ra. Đó là thành ra cái quan trọng là cái thường nghiệp cũng quan trọng, mình để ý ở chỗ đó. Tại vì khi mình trình bày ở đây thì mình hay nói về vấn đề cận tử gần chết này nọ, rồi mình cảm tưởng nó quan trọng, nhưng mà nó không tuyệt đối là quan trọng. Nó có thể chỉ quan trọng ở chỗ là nó giúp cho mình tái sinh trong một cái kiếp kế tiếp đi đâu thôi, nhưng mà có ở được cái kiếp đó lâu hay không á, là tùy theo những cái nghiệp quả mà mình đã tạo ra trong quá khứ nè. Không biết cái chỗ này chị Nguyên Tuệ, anh Trần Gia có nắm được chỗ này. Và ngược lại, nếu mà trong cái đời sống bình thường, cái thường nghiệp của mình á, mình tạo những cái nghiệp tốt thì nó có những cái kết quả tốt. Rồi nếu mà thí dụ thôi, mình đau đớn quá độ ngay cái lúc mà lâm chung đó, mình không cái tâm mình không có sáng suốt đó, mình có thể tái sinh vào cái cõi địa ngục hay là tái sinh làm thú vật ngạ quỷ. Nhưng mà không có ở đó lâu, bởi vì một thời gian ngắn thôi, rồi sau đó những cái quả tốt của những cái nghiệp gì mình tạo ra, nghiệp lành tạo ra từ trước, nó sẽ trổ ra rồi giúp cho mình tái sinh trở lại vào những cái cõi tốt. Cũng giống như là bây giờ mình muốn mình sống ở một cái xứ xứ này mình khổ sở quá đi, thì được một cái người nào đó họ giúp cho mình, cho mình cái vé máy bay, mình bay qua một cái xứ thanh bình hơn, bay đi Mỹ, đi Pháp, đi đó. Đó là cái gọi là cái may mắn của mình. Nhưng mà khi mình bay qua bên đó mình ở, mình định cư xong rồi mình quậy phá này nọ, bị đuổi về hay bị bắt bỏ tù, thì mình thấy cái cuộc sống mình ở hoặc giờ ở một cái xứ tương đối tốt, nhưng mà mình không có hưởng được lâu. Cái chỗ này anh chị có nắm được chỗ này không? Đó là cái thí dụ nhỏ nhỏ thôi để mình thấy được cái sự quan trọng của cận tử nghiệp, và theo cái nhìn chúng tôi cái thường nghiệp thì quan trọng hơn. Đó thì bây giờ nói về trở lại về là nếu một cái vị hành giả, một cái vị đó đang ở cái tâm đang ở trong cái tầng nhị thiền,
thì có coi như là tương đương với cái tâm của một chư thiên từ 15 cho tới 17, tức là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang minh thiên. Rồi lên đến nữa là tam thiền, rồi lên đến nữa là tứ thiền, tức là khi một cái vị hành giả mà ở cái tâm ở trong cái trạng thái tứ thiền đó, thì coi như là tương đương đang giống một cái tâm giống như một cái vị trời, những cái vị trời cao nhất ở sắc giới. Rồi chúng tôi thấy cái chỗ này nó hay vậy. Rồi khi đó cái vị đó vẫn tiếp tục hành thiền, tiếp tục và cái tâm đưa lên cao hơn, ở vào những cái tầng thiền vô sắc, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì cũng tương đương với lại những cái vị trời đang ở trong cái bốn cái cõi vô sắc giới đó. À, anh chị thấy được chỗ này không? Thành ra chúng tôi đây là một cái nhìn khác nữa mà thấy thấy cũng rất là thú vị, mà cũng hình như là cũng ít có được đề cập trong những cái bài giảng mà chúng tôi xin trình bày ngày hôm nay. Và ở đây là nó cũng là một cái điều quan trọng cho cái bài bài nói chuyện ngày hôm nay. Các anh chị theo dõi được chứ ha. Bây giờ thì xin trở về cái bài cái nội dung của chương 18 này. Chúng tôi xin mời các anh chị trở lại cái À, xin lỗi, chúng tôi rớt mic. Giờ xin đọc lại cái phần giới thiệu trong cái giảng bài. Chương này tiếp tục với chủ đề không chấp thủ tại thời điểm cận kề cái chết, đặc biệt là đối với những người thân thương. Bài kinh đề cập đến các lời khuyên của Đức Phật về việc chăm sóc giảm nhẹ theo yêu cầu của một vị đệ tử cư sĩ trong bộ tộc Thích Ca Sakya. Thành ra chúng ta biết là Đức Phật xuất thân từ cái bộ tộc Thích Ca, gọi là Sakya. Những cái người trong cái bộ tộc đó thì thường trong kinh điển đó là những người Thích Ca là vậy. Bài kinh ghi lại vào dịp Đức Phật trở về thăm quê nhà, tức là ở thành Ca Tỳ La Vệ. Sự hiện diện của Đức Phật tạo cơ hội cho các đệ tử cư sĩ trong bộ tộc Thích Ca được gần gũi Ngài và các vị đệ tử tu sĩ. Thì xin lỗi. Biết rằng rồi sau đó Đức Phật sẽ rời họ, biết rằng chỗ này để tiếp tục cuộc sống du hành, các cư sĩ đó đến gặp Đức Phật để nhờ Ngài giải đáp một câu hỏi đặc biệt. Câu hỏi này biểu thị lòng trắc ẩn quan tâm của họ, vì họ muốn biết chắc chắn về sự chăm sóc đúng cách cho một người bị bệnh và sắp qua đời. Có được các lời chỉ dạy của Đức Phật về vấn đề này sẽ giúp đảm bảo rằng khi Đức Phật và các vị đệ tử tu sĩ ra đi, các vị đệ tử cư sĩ của bộ tộc Thích Ca sẽ có một hướng dẫn cơ bản để tuân theo trong khả năng tốt nhất của họ để chăm sóc những người bị bệnh trầm trọng và sắp chết. Tức là cái đoạn đó muốn nói về giới thiệu về cái duyên sự của bài kinh. Tức là có một lần nọ Đức Phật và Chư Tăng, những vị thánh đệ tử đi đến trở về thành Ca Tỳ La Vệ, tức là nơi Đức Ngài Bồ Tát ra đời ngày xưa, ngày trước thăm quê nhà. Thì họ những cái người lúc đó thì có một số đã quy y Tam Bảo rồi, trở thành đệ tử, đó là Phật tử hết rồi. Họ rất là hoan hỷ, vui mừng tiếp đón Đức Phật. Nhưng mà họ biết rằng Đức Phật không có ở lâu, Ngài đi chỗ này chỗ kia, Ngài là một du tăng, chỉ về thăm thôi. Ra họ mới nhân cái cơ hội đó, họ tranh thủ họ đến hỏi Đức Phật. Nhưng mà cái câu hỏi rất là dễ thương, rất là từ bi. Tức là thay vì họ hỏi cho chính họ, vì họ hỏi Đức Phật á, bây giờ nếu mà mình có trong nhà mình có một người thân bị bệnh trầm trọng và sắp sửa qua đời thì mình tới mình khuyên giải như thế nào? Họ mong rằng Đức Phật sẽ dạy cho họ biết, để mà thành một cái bản hướng dẫn cho, để mà họ giúp những cái người thân đó. Là mình thấy rằng
những cái người đặt câu hỏi đó là họ có cái lòng từ bi mà thực tế đó, vấn đề như vậy. Bài kinh trong tạp A Hàm SA1122 tức là Sanyutta Agama số 1122. Đó các anh chị mà có cái bản dịch của thầy Tuệ Sĩ hoặc là bản dịch của ngài Hòa thượng Thanh Từ, Hòa thượng Trí Siêu, Thiện Siêu đó, như chúng tôi đã sử dụng thì tới đó lục ra có cái con số lấy tập tạp A Hàm rồi tìm cái bài kinh số 1122 cho thấy bài kinh nói về cái vấn đề này. Được dịch có bản kinh được dịch dưới đây. Có bản kinh tương đương trong Tương Ưng Bộ 55.54 SN Sanyutta Nikaya 55.54 tức là bài kinh thuộc chương 55 hay là phẩm 55 và bài kinh số 54 trong cái chương đó. Thì các anh nào có bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu thì có thể tìm ra được cái bài kinh tương đương. Tuy nhiên, nhân vật chính trong bài kinh Tương Ưng Bộ là một đệ tử cư sĩ duy nhất tên là Mahanama, đại danh, tiếng tạo dịch là đại danh. Trong khi đó, bài kinh trong tạp A Hàm ghi nhận có một nhóm đệ tử cư sĩ với người lãnh đạo tên là Nandiya Nande. Thì hai cái bài kinh tương đương có nội dung khá gần giống với nhau. Mà chỉ có cái điểm khác biệt bằng ngày thì cô Analayo nêu ra đây là trong cái bài kinh ở tạp A Hàm thì nói là có một nhóm người đệ tử cư sĩ của Bồ Tát Thích Ca, rồi họ cử cái người đại diện hay là cái người lãnh đạo tên là Nang Đề tới gặp và đặt câu hỏi với Đức Phật. Còn ở trong cái bài kinh của Tương Ưng Bộ của Nikaya thì chỉ nói có một người duy nhất thôi, đó là ông Mahanama, ông đại danh. Đó là cái sự khác biệt về cái tên nhân vật. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần kinh văn ở dưới trước khi đọc cái phần thảo luận. Thì các anh chị đưa cái con chuột xuống phía dưới cái bảng màu hồng thì thấy chúng ta dịch ra. Bản này là của ngài Hòa thượng Thích Đức Thắng dịch, thầy Tuệ Sĩ Hiệu Đính, và chúng tôi cũng sửa lại chút ít theo đúng cho nó đúng cái bản dịch tiếng Anh, cho nó có thể chúng ta có thể tham khảo trong cái bản dịch tiếng Anh của ngài Analayo. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở vườn Ni Câu Luật, nước Ca Tỳ La Vệ. Bấy giờ có nhiều người dòng họ Thích nhóm họp tại nhà luận nghị. Khi ấy có người họ Thích nói với người họ Thích tên là Nang Đề: tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi không được. Có khi được gần gũi cúng dường các bậc tỳ khưu quen biết, có khi không được. Lại cũng không biết một vị U Bà Tắc tức là thiện nam, ha, trí tuệ, khi đến thăm vị U Bà Tắc hay U Bà Di tức là thiện, tín nữ, ha, trí tuệ khác bị tật bệnh khốn khổ thì sẽ thuyết pháp giáo giới như thế nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng đến chỗ Thế Tôn thưa hỏi về việc vấn đề này, rồi theo như lời dạy Thế Tôn mà thọ trì. Cái đó là cái cách dịch của người xưa. Đại khái chúng ta hiểu rằng mình bây giờ nói chuyện với nhau, luận nghị đó rằng có khi thì gặp được Đức Phật và các vị đại đệ tử, có khi không gặp được. Mà mình khi mà có một cái vị thiện nam tín nữ nào ở trong hàng ngũ đệ tử cư sĩ của mình bị bệnh trầm trọng thì mình tới đó mình khuyên giải như thế nào đây? Mà như vậy thì mình không biết cách nào nên bây giờ thì nên trong cái dịp này thì nên gặp Đức Phật để mà hỏi. Đại khái nó thì mình hiểu được như vậy. Sau đó Nang Đề và những người dòng họ Thích cùng nhau đến gặp Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên rồi bạch Phật. Đó là cái kiểu của người ngày xưa. Ngày xưa thì không có cái bục cao, Đức Phật ngồi đó, có thể ngồi trên ghế. Tới mình lễ lại rồi mình ngồi một bên, chứ không có ngồi trước mặt, ngồi bên chắp tay để hỏi. Mình có hỏi thì có thưa hỏi, có cần biết thì hỏi cái gì. Bạch Thế Tôn, chúng con những người họ Thích có nhóm họp tại nhà nghị luận. Có người họ Thích đến nói với con rằng: này Nang Đề, chúng tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi không được. Có khi được gần gũi cúng dường các vị tỳ khưu quen biết, có khi không được. Không biết một vị U Bà Tắc tuệ khi đến thăm một vị U Bà Tắc hay một vị U Bà Di trí tuệ khác bị tật bệnh khốn khổ thì sẽ thuyết pháp giáo giới như thế nào?
Bây giờ chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn thưa hỏi về vấn đề này, rồi theo như lời Thế Tôn dạy mà thọ trì. Đó là họ lặp lại cái lời lời, lời, lời bàn với nhau. Câu này chúng tôi thấy nó có vẻ nó làm giống như một cái khuôn mẫu thôi, nhưng mà mình đọc mình hiểu. Hôm nay chúng tôi thỉnh vấn Thế Tôn, một vị ưu bà tắc trí tuệ khi đến thăm một vị ưu bà tắc hay một vị ưu bà di trí tuệ khác bị tật bệnh khốn khổ thì sẽ thuyết pháp giáo giới như thế nào? Đó là cái câu hỏi thẳng trực tiếp với Đức Phật. Bây giờ họ gọi dùng cái chữ gọi là chữ lễ phép thôi. Mình hiểu thật nôm na là bây giờ một người cư sĩ của Phật, một đệ tử của Phật, cư sĩ đến thăm một cái vị tử cư sĩ nam hay là nữ khác đang bị bệnh bệnh nặng thì mình phải khuyên giải như thế nào? Phật bảo Nan Đề, nếu vị ưu bà tắc trí tuệ khi đến thăm vị ưu bà tắc hay ưu bà di trí tuệ khác đang bị tật bệnh khốn khổ thì đem ba pháp an tâm này mà truyền dạy cho người ấy, nói rằng hãy thành tựu lòng tin thanh tịnh bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Đó là cái ba pháp đầu tiên khi mình tới thăm thì mình khuyên người đó phải có cái niềm tin ở Phật, niềm tin ở Pháp, niềm tin ở Tăng. Sau khi đem ba pháp an tâm này truyền dạy xong, lại nên nói rằng nhân giả, nhân giả tức là hiền giả, mình gọi từ cái tiếng đó, tiếng người Tàu họ dịch, có quyến luyến cha mẹ không? Nếu người ấy nói có quyến luyến cha mẹ thì khuyên người ấy nên buông xả và nói rằng nếu như giả quyến luyến cha mẹ mà được sống thì đáng quyến luyến, đã không do quyến luyến mà được sống thì quyến luyến làm gì? Tức là mình đặt cái nói liền hỏi có nhớ cha mẹ rồi nói ra cái người đó nếu mà trả lời không nhớ thì thôi mình hỏi tiếp, còn nếu mà nói nhớ thì phải vặn hỏi lại. Bây giờ có nhớ hay không nhớ thì cũng chết, cũng sắp sửa chết rồi. Rồi bị nhớ làm gì đây? Có ích lợi gì hay không? Hỏi như vậy để cho cái người nào để họ thấy được là bây giờ sắp chết rồi phải buông bỏ, không có nhớ cha mẹ nữa, mà nó lo cái thân mình thôi. Nếu người ấy nói không có quyến luyến cha mẹ thì nên tùy hỷ khen ngợi và hỏi thêm rằng đối với người phối ngẫu, con cái, nô bộc, tài sản, của cải, nhân giả có quyến luyến không? Nếu người ấy nói quyến luyến thì nên thì khuyên nên buông xả và nói rằng nếu nhân giả quyến luyến người phối ngẫu, con cái, nô bộc, tài sản, của cải mà được sống thì đáng quyến luyến, đã không do quyến luyến mà được sống thì quyến luyến làm gì? Cũng tương tự như vậy, bây giờ mới hỏi tiếp. Giờ không, cái người đó nói không còn nhớ cha mẹ nữa hoặc là buông xả rồi thì hỏi có nhớ vợ con hay không, hay vợ chồng, hay nhớ chồng hay nhớ vợ hay không, con cái, nô bộc, tài sản, của cải có còn chấp dính mấy cái đó. Nếu mà cái người đó mà nói có thì mình nói chấp dính để làm gì, quyến luyến làm gì, có giúp được mình sống lại hay không? Rồi ra mình phải bỏ mấy cái đó, buông bỏ đi. Và một cái câu quan trọng nữa ở trong này tức là tùy hỷ khen ngợi, tức là mình phải khen, mình phải quan hỷ, thật sự quan hỷ hay khen. Nếu mà cái người đó nói là buông xả được là mình phải khen, khen để mà mình là động viên cái tinh thần người đó, chứ không phải hỏi tiếp hỏi tiếp hỏi tiếp. Nếu mà họ trả lời đúng như vậy và cái tâm họ buông xả như vậy, mình phải khen, phải tùy hỷ khen ngợi. Cái chỗ này quan trọng ở chỗ này, đó là cái trạng thái tâm lý rất là quan trọng. Người ấy không nói không quyến luyến thì nên tùy hỷ khen ngợi và hỏi thêm rằng đối với ngũ dục thế gian, ngũ dục ở đây năm cái là sắc thanh hương vị xúc ở cõi người, tại vì chúng ta là người rồi chúng ta thích thích chạy theo cái màu sắc, chạy theo cái âm thanh, thích cái mùi hương, thích cái vị nếm, thích cái sự xúc chạm, năm cái thú vui, cái dục lạc của cái cõi dục, ngũ dục thế gian, nhân giả có luyến tiếc không? Nếu người ấy nói luyến tiếc thì nên giải thích là ngũ dục thế gian là xấu xa, bất tịnh, bại hoại, không giống như ngũ dục thắng diệu ở cõi trời dục giới. Hãy nên khuyên người ấy buông xả ngũ dục thế gian và hướng đến ngũ dục thắng diệu ở cõi trời dục giới. Tức là hỏi con dính mắc vào mấy cái đó hay không? Cái mùi cà phê rồi cái gì nếm rồi này kia. Nếu mà còn thì
Nếu mà dính mắc vào cái đó thì có giúp cho mình sống được hay không? Nó phải buông bỏ đi. Và mấy cái đó nó cũng chưa có hay đâu. Phải hướng đến những cái thật, những cái thú vui, những cái lạc thú ngũ dục khác ở cõi trời dục giới. Như chúng tôi nói hồi nãy là cõi trời dục giới đó, nó cũng giống như mình thôi, họ cũng chư thiên ở đó, họ cũng có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý như mình thôi, nhưng mà ở cái một cái mức độ tinh tế hơn, là bây giờ mình nhắm tới những cái lạc thú đó, tức là hướng dẫn từ từ buông bỏ những cái lạc thú ở cái cõi người và hướng đến những cái lạc thú ở cõi trời dục giới. Nếu người ấy nói đã buông bỏ ý nghĩ tham luyến ngũ dục ở cõi trời thế gian, xin lỗi, nếu người ấy nói tâm đã xa lìa ngũ dục thế gian và chỉ nghĩ đến ngũ dục thắng diệu ở cõi trời dục giới thì nên tùy hỷ khen ngợi. Chữ tùy hỷ khen ngợi lúc nào cũng phải có, từng cấp từng cấp. Và nói thêm rằng ngũ dục thắng diệu ở cõi trời dục giới là vô thường, khổ không biến hoại. Lạc thú của chư thiên ở cõi trời sắc giới thù thắng hơn ngũ dục ở cõi trời dục giới. Bây giờ nếu cái tâm người đó hướng về cái cũng năm cái ngũ dục, năm cái dục đó ở cõi trời dục giới, tức là cõi trời đao lợi tam thập tam thiên đại khái như vậy, tha hóa tự tại rồi đó, thì mình nói rằng nó cũng sẽ thay đổi thôi, nó cũng có cái khổ, nó cũng sẽ biến hoại thôi. Bây giờ mình đừng có dính mắc vào cái đó, bây giờ mình hướng cái tâm mình tới cái cõi trời cao hơn ở ở sắc giới, có những cái thú vui, những cái hạnh phúc cao hơn, hướng về đó. Nếu người ấy nói đã buông bỏ ý nghĩ tham luyến ngũ dục ở cõi trời dục giới, chỉ nghĩ đến lạc thú của chư thiên ở cõi trời sắc giới, thì nên tùy hỷ khen ngợi và nói thêm rằng lạc thú của chư thiên ở cõi trời sắc giới cũng lại là vô thường và biến hoại. Nếu mình hướng đến đó rồi thì nói rằng cũng cũng là vô thường biến hoại thôi. Chỉ có sự an lạc của xuất ly niết bàn với sự diệt tận của các hành là thù thắng tối thượng. Nhân giả nên buông bỏ sự tham luyến lạc thú của chư thiên ở cõi trời sắc giới, mà nên vui với niết bàn là an tịnh, là thù thắng, là tối thượng. Tức là đưa cái tâm hành, cái người bệnh đi từ từ. Bây giờ cái người bệnh họ họ hướng về cái những cái lạc thú, họ cảm thấy thích thú trong cái hạnh phúc của cõi trời sắc giới, tức là cái cõi phạm thiên rồi, thì mình nói cái cõi trời đó nó cũng là vô thường biến hoại thôi. Thì lúc đó cái tâm của họ đã tương đối, nó nhuần nhuyễn rồi, thì mình hướng họ nó bây giờ nên hướng về cái sự an lạc của xuất ly, xả bỏ tất cả, đó là niết bàn, cái đó thì mới là thù thắng tối thượng. Nếu vị thánh đệ tử ấy buông bỏ sự tham luyến và cõi sắc giới chỉ vui niết bàn thì nên tùy hỷ khen ngợi, mình lại khen nếu mà họ chỉ hướng về niết bàn. Như vậy này nan đề, vị thánh đệ tử kia đã được nhắc nhở chỉ dạy từng bước để buông xả, từng bước vào hướng họ tới những cái tâm của họ đến những cái cấp bậc cao hơn, với những hạnh phúc nó tinh tế hơn, và đạt đến niết bàn, giống như một tỳ khưu đã giải thoát được 100 năm đạt đến niết bàn. Vậy khi mà họ cái tâm họ hướng đến niết bàn rồi, thì mặc dầu cái người đó, người bệnh đó là một cư sĩ, nhưng mà cái tâm họ cũng không khác gì một vị tu sĩ đã hướng đến niết bàn cả trăm năm trước. Phật nói kinh này xong, Nan Đề và các người họ thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ ra về. Thì mình thấy cái mục đích của bài kinh là hướng dẫn cái người bệnh đó đi từ từ. Mà đầu tiên nhất là phải phải buông bỏ mọi cái chấp dính ở ngay cái cõi người này. Không có nên luyến tiếc về những người cha mẹ hay là vợ chồng, con cái, tài sản, đầy tớ, nhân viên này nọ, những cái đó sự nghiệp, cái đó là không có ích lợi gì hết. Đó là cái điểm đầu tiên. Bởi vì những cái đó nó có giúp cho mình sống lại. Thật ra cái người đó phải biết, chứ không phải là giúp cho họ bình tĩnh, không có sợ chết. Và trước đó thì là phải nhắc lại là họ có một cái lòng tin, họ phải nhớ, họ an tâm, bởi vì họ là một cái người chết đó là một đệ tử, một Phật tử, tức là có lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng. Bây giờ chúng tôi xin đọc tiếp cái phần phía dưới, bởi vì chúng tôi thấy rất là hay mà nó khá dài. Cái đó để bây giờ là trong cái phần của kinh Tương Ưng Bộ trong Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, thì chúng tôi hiểu đính lại chút đỉnh dựa theo cái bản tiếng Anh của Ngài Tỳ Khưu Bodhi. Biết còn nghe rõ.
Bữa nay nó hơi dài chút, bây giờ chúng anh chị quan hỷ ha. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích tại Kapila Vattu, tức là Ca Tỳ La Vệ, trong khu vườn các cây bàn Nigrodha. Lúc bấy giờ nhiều tỳ khưu đang làm y cho Tôn, cho Thế Tôn, đã đang may y cho Đức Phật. Nghĩ rằng sau khi y làm xong, Đức Phật sau 3 tháng sẽ đi du hành. Tức là Đức Phật ở đó, các vị tỳ khưu mới là may tấm y. Đó là sau 3 tháng là ta biết là Đức Phật chỉ ở 3 tháng, là có lẽ là một mùa hạ, 3 tháng là một hạ. Thích tử Mahanama, thích tử tức là người con dòng họ Thích. Cho đây dòng họ Thích Ca. Được nghe, tức là được nghe nói, nhiều tỳ khưu đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng sau khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ đi du hành. Rồi thích tử Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên rồi bạch Thế Tôn. Chúng ta thấy cũng là đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên, chứ không ngồi trước mặt. Đó là cái phép lịch sự, cái sự tôn kính của người Ấn Độ thời xưa. Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều tỳ khưu đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng sau khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ đi du hành. Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân thọ lãnh từ Thế Tôn rằng khi một cư sĩ đệ tử có trí tuệ bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải được cư sĩ đệ tử có trí tuệ khác giáo giới như thế nào. Dùng cái chữ có trí tuệ tức là có nhiều kinh nghiệm tu tập, có nhiều hiểu biết. Một cái người bị bệnh như vậy thì một cái người bạn đạo, bạn đồng tu tới khuyên như thế nào đây? Đức Phật mới trả lời: Này Mahanama, một vị cư sĩ đệ tử có trí tuệ bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải được an ủi với bốn pháp an ủi như sau. Ở đây dùng an ủi tức là bốn pháp an tâm. Tôn giả hãy yên tâm, tôn giả đã có lòng tĩnh tính bất động đối với Phật. Đây là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thiện sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tức là cái câu tụng hàng ngày, Itipiso Bhagava đó. Anh chị các bạn, chúng các anh chị này tụng được tiếng Pali chắc có lẽ quen thuộc, đó là ân đức Phật. Tôn giả hãy yên tâm, tôn giả đã có lòng tịnh tính bất động đối với pháp. Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết, khéo thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Đó là cái câu về ân đức pháp. Tôn giả hãy yên tâm, tôn giả đã có tịnh tính với lòng tịnh tính bất động đối với tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Đây là cái câu để nói về ân đức của Thánh Tăng, của Tăng Bảo, các vị Thánh Tăng mà chúng ta, những người Phật tử Nam Tông thường tụng hàng ngày bằng tiếng Pali. Tôn giả hãy an tâm, tôn giả đã thành tựu các giới hạnh mà các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị quế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Đây là một cái câu rất là khuôn mẫu để chỉ một cái người đã có một cái giới đức rất là trong sạch. Thật ra cái chỗ này nó hơi khác là cái bản kinh trong A Hàm, ở chỗ A Hàm chỉ nói ba thôi, ba yếu tố là Phật pháp tăng. Ở đây nó bốn yếu tố. Đầu tiên là có cái lòng tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng. Và yếu tố thứ tư là có cái giới hạnh, có giới đức trong sạch. Thì cái chỗ này theo cái nhìn của chúng tôi ngầm hiểu là nhắc nhở lại Mahanama, ông là một cái người bậc thánh dự lưu. Tức là cái xin lỗi cái nói là tức là nó ý nó cái người bệnh đó, mà Mahanama sẽ tới thăm, cái người đó phải là bậc dự lưu. Họ có cái vị đó đã có đầy đủ bốn cái yếu tố, bốn cái dự lưu hạnh phẩm, tức là lòng tin bất động ở Phật, ở pháp, ở tăng và có giới hạn trong sạch. Là mình thấy cái chỗ này nè, mình để ý chỗ này nó hơi khác ở chỗ cái bài kinh ở trong Hán Tạng ở chỗ này. Sau khi một vị cư sĩ bị
bị bệnh, đau đớn, trọng bệnh được một cư sĩ có trí tuệ giáo giới với bốn pháp an ủi này. Đó, tức là bây giờ cái vị đó khi nhắc lại như vậy, cái vị đó an tâm rồi, vì có đầy đủ bốn yếu tố là pháp tăng và có cái giới đức, thì mới hỏi về cách thực tế hơn, hướng dẫn cái tinh thần của vị đó. Tôn giả có quan tâm đến cha mẹ không? Nếu vị ấy nói tôi còn có quan tâm đến cha mẹ, thì nên nói với vị ấy: thưa tôn giả thế nào cũng phải chết. Dù tôn giả có hay không có quan tâm đến cha mẹ, tôn giả cũng sẽ phải chết. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy buông bỏ quan tâm đến cha mẹ. À, cũng cái tinh thần cũng giống như cái câu văn hay hơn, nó gọn hơn. Nó có quan tâm. Nếu mà trả lời có, nó bây giờ có hay không có gì cũng chết thôi. Thì ra bây giờ hãy buông xả chuyện đó. Nếu vị ấy nói tôi đã buông bỏ quan tâm đến cha mẹ, cần phải hỏi vị ấy: tôn giả có quan tâm đến vợ con hay không? Nếu vị ấy nói tôi có quan tâm đến vợ con, thì nên nói với vị ấy: thưa tôn giả thế nào cũng phải chết. Dù tôn giả có hay không có quan tâm đến vợ con, tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy buông bỏ quan tâm đến vợ con. À, bây giờ hết cha mẹ rồi, bây giờ chuyển sang coi còn quan tâm lo lắng đến vợ con hay không. Nếu mà nói có thì nói bây giờ có hay không có gì cũng chết thôi, bây giờ nên buông xả chuyện đó. Nhưng mà cái chỗ này chúng tôi thấy nó còn thiếu một cái điểm mà nãy chúng tôi có nhắc, mà trong kinh A Hàm nói, tức là khi mà họ tới từng vấn đề nào mà họ buông bỏ được là phải tùy hỷ khen ngợi, để cho gọi là khuyến khích nâng cái tinh thần của người đó. Ở trong cái bản kinh Nikaya thì không nói cái chỗ tùy hỷ khen ngợi, chỗ đó cũng rất quan trọng, cái điểm đó quan trọng. Không biết các anh chị có nắm được chỗ này. Nếu vị ấy nói tôi đã buông bỏ quan tâm đến vợ con, cần phải nói hỏi vị ấy: tôn giả có quan tâm đến năm dục lạc ở cõi người không? Nếu vị ấy nói tôi có quan tâm đến năm dục lạc ở cõi người, thì nên nói vị ấy: thưa tôn giả, dục lạc ở cõi trời còn thù diệu hơn dục lạc ở cõi người. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy buông bỏ quan tâm đến dục lạc ở cõi người và hướng tâm đến cõi trời tứ đại thiên vương. À, bây giờ thì hỏi có quan tâm đến cái dục lạc hay không, ở cõi người hay không. Rồi, nếu mà có quan tâm thì nói rằng chưa đủ đâu, cũng chưa được tốt. Bây giờ mình bỏ cái đó đi, mình hãy hướng cái tâm mình về dục lạc ở cõi trời, gần nhất là tứ đại thiên vương. Rồi từ đó mình hướng dẫn cái người, Đức Phật dạy là mình hướng dẫn cái người bệnh đó từ từ buông bỏ từng cấp bậc, từ cõi trời tứ đại thiên vương đến cõi trời tam thập tâm hay là 33, rồi cõi trời lên hơn cao hơn nữa là cõi trời dạ ma, rồi cõi trời quá lạc, cõi trời tha hóa tự tại là cao nhất của dục giới. À, rồi sau đó nữa là hướng đến cái cõi trời ở phạm thiên. À, tức là giờ nãy như các chị còn nhớ đưa cái bản cõi trời phạm thiên đó là nằm ở trong sắc giới và rất quen thuộc với người Ấn Độ thời đó. Mà khi mà đã hướng đến được cõi trời phạm thiên rồi thì mình nói cõi trời phạm thiên là vô thường, không vững bền, chìm đắm ở trong thân kiến, tức là vẫn còn dính mắc vào cái thân mà cũng không có vững bền. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy từ bỏ quan tâm đến cõi trời phạm thiên và hướng đến đoạn diệt thân kiến. Đoạn diệt thân kiến ở đây tức là coi như cái vị ấy không còn dính mắc vào trong, không còn là coi như là vị ấy đã buông hết tất cả để mà hướng đến cái quả vị bất lai. Hàm ý là như vậy. Nếu vị ấy nói tôi, tâm tôi đã từ bỏ cõi trời phạm thiên và hướng đến đoạn diệt thân kiến, này Maha Namma, ta nói rằng không có gì khác biệt giữa một vị cư sĩ đã có tâm giải thoát như thế và một vị tỳ khưu có tâm giải thoát đến khỏi các lậu hoặc, tức là giữa sự giải thoát này và sự giải thoát kia. Thì cái điểm khác biệt của phần kết luận ở đây á, mặc dù cũng khen ngợi như vậy nhưng mà chỉ dừng lại ở chỗ này thôi, dừng lại diệt bỏ thân kiến thôi. Đó có hàm ý là chỉ hết cái phần tự lưu và nhất lai thôi mà hướng đến cái bất lai, chứ không có phải hướng đến niết bàn như là trong cái bài kinh A Hàm. Và cái chìa khóa của có hai bài kinh này là thứ nhất á, là cái vị đó, cái người bệnh đó phải là một cái Phật tử thuần thành, họ có cái lòng tin tam bảo vững chắc và họ có cái đời sống trong sạch.
Nhưng mà khi mà gần chết họ đau đớn quá thì họ quên đi những cái vấn đề đó. Nên mình tới mình nhắc lại để cho họ có cái lòng tin trở lại. Họ thấy rõ ràng à, mình là người Phật tử chân chánh. Rồi sau đó đó mình hướng từ từ, cái tâm họ phát từ từ, từ. Và theo cái nhìn riêng của chúng tôi là những cái vị đó khi còn khỏe mạnh phải quen thuộc, phải biết được những cái cảnh giới đó như thế nào, tức là phải hành thiền, phải có một cái những cái cảm nghiệm như vậy thì khi mà mình hướng dẫn thì mới được. Nếu còn một cái vị mà ăn chơi trác đãng không bao giờ hành thiền, không biết được những cái trạng thái tâm như vậy thì cũng khó mà hướng dẫn chứ không phải dễ. Mà nhất là nếu mà không có cái lòng tin ở Tam Bảo mà, thì cũng khó hướng dẫn. Ở đây là một cái trường hợp lý tưởng chúng ta ngài Tỳ Khưu A Na La Vô đưa ra để cho gợi ý chúng ta thôi. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận của ngài Tỳ Khưu A Na La Vô. Khi một người đang trên bờ vực của cái chết, không có lý do gì tiếp tục với sự bám chấp và tham thủ, hoặc theo lý luận được trình bày trong bài kinh tương đương ở Tư Ưng Bộ, cho dù người ấy có bám thủ hay không, người ấy cũng sẽ chết. Vì vậy, người ấy nên buông xả mọi bám chấp. Điều này phản ánh thái độ đúng đắn xuất hiện từ bài kinh trong chương trước về gia chủ Digavu và cha của anh ta là Chotika, cũng như từ các lời chỉ dạy cho trưởng giả cấp cô độc trong lúc lâm chung như đã trình bày ở chương 16, chương trước, chương 17 rồi chương 16 cho những người gần lâm chung thì làm sao cái mấu chốt của vấn đề là làm sao mình khuyên giải cái người đó là buông bỏ chứ đừng có bám chấp vào bất cứ cái gì, cái tâm phải buông xả. Cái điều này khó lắm chứ không phải dễ, nhưng mà phải, cái đó là cái mục đích chính. Ra khi khi còn sinh tiền, khi còn khỏe mạnh thì cái người đó phải buông xả trước. Mặc dù mình là phàm phu vô văn, phàm phu tục tử thì mình còn ham này ham kia, còn lo này lo kia, nhưng mà mình phải tập. Có những cái lúc mà làm sao cái tâm mình buông xả được, có thể sau đó là mình trở lại với cái sự tham thủ, nhưng ít ra mình phải có những cái trải nghiệm như vậy. Thì khi mình gần chết rồi người ta nhắc thì mình mới biết. Chứ lúc nào cái tâm mình cũng bận rộn bám cái này chấp cái kia, buông cái này chấp vào cái kia thì làm sao mà mình có thể buông xả được khi mình chết, gần chết. Ra theo cái nhìn của chúng tôi là cái bản thân ngay chính cái người mà sắp sửa lâm chung đó, cái người đó từng là một những cái Phật tử tu tập tốt, có thể là họ vẫn còn thối thất chỗ này chỗ kia, nhưng ít ra họ có cái trải nghiệm, những cái trải nghiệm nào đó buông xả tất cả khi mà họ còn sống. Để khi mà họ gần chết thì mình nhắc lại thì họ mới nắm bắt được. Chỗ này là cái chỗ quan trọng. Bài kinh trong chương này tiếp tục với chủ đề về những lạc thú ở cõi trời đã được giới thiệu sơ lược trong chương 15. Những lạc thú này là được trình bày chi tiết hơn trong phiên bản tạp A Hàm bằng cách tiến hành thông qua các cõi trời khác nhau, cũng được đề cập trong lời dạy của ngài Sariputta cho Bà La Môn Đà Nanh Chani trong chương 15. Cho đến các lạc thú trong cõi trời sắc giới và các vị phạm thiên, đó là trong những cái chương trước thì chúng tôi có trình bày những cái lạc thú đó rồi, ở đây là nhắc lại thôi. Các hướng dẫn như thế cũng được đưa ra trong bài kinh ở chương này liên quan đến sự tinh tế điều chỉnh dần dần về ý định cơ bản hướng đến hạnh phúc, và đi từ từ, chứ bây giờ nói tới niết bàn là nhiều khi người ta sợ, là phải đưa lên từ từ. Những cái hạnh phúc từng cõi càng ngày càng cao hơn và tinh tế hơn cho đến cuối cùng là hạnh phúc của Niết Bàn. Trong bối cảnh của con đường tu tập từng bước cho một vị tu sĩ, sự tinh luyện tiệm tiến như thế bắt nguồn từ niềm hạnh phúc không tội lỗi vì có giới hạnh, tức là không có bị người khác phiền trách, cái vị đó là có giới hạnh. Tiến đến hạnh phúc của sự biết đủ, hài lòng và hạnh phúc của sự chế ngự các giác quan. Từ đó, hành giả tiếp tục tu tập để trải nghiệm hạnh phúc của mức tâm định thâm sâu và cuối cùng đạt đến hạnh phúc của sự giải thoát. Cái đó là trong trường hợp của một vị tu sĩ có tu thiền tốt. Trong trường hợp hiện tại là đối với những cái người cư sĩ ở trong cái bài kinh này, cùng một nguyên tắc cơ bản được áp dụng cho người đệ tử cư sĩ đang lâm bệnh nặng dưới hình thức hướng dẫn hành thiền từng bước giảm dần các bám chấp để tiến đến những loại hạnh phúc càng lúc càng tinh tế hơn.
Nữa ra chúng tôi cũng nói là ngay cả cư sĩ của mình, ngày thường mình cũng có thể tu tập hành thiền được. Và cũng có một số người đủ nỗ lực và phước duyên, họ cũng có thể có những cái cảm nhận nhập thiền như vậy. Từ sơ thiền cho tới tứ thiền. Chúng tôi đã từng nghe nói và từng thấy, và cũng có một vài cư sĩ ở bên Mỹ họ họ, họ trải qua rồi họ họ viết sách mô tả những cái trạng thái như vậy, chứ không phải chỉ có hàng tu sĩ thôi. Hàng cư sĩ tại gia cũng có thể trải qua những cái chứng nghiệm như vậy. Trong khung cảnh của thời hiện đại, hướng dẫn hành thiền như thế cần được điều chỉnh cho những ai không quen thuộc với những cảnh giới cõi trời này, để tìm cách dẫn dắt tâm trí của bệnh nhân từ từ dần dần từ những thô thiển đến những gì tinh tế hơn, cuối cùng đưa đến sự tự do hoàn toàn thoát khỏi các bám chấp. Bằng bất cứ phương cách nào phù hợp tốt nhất cho cá tính, khuynh hướng và niềm tin của bệnh nhân. Ở đây tức là Ngài Tỳ Khưu Anadayo viết ra để mà nhắm tới hàng độc giả người Tây Phương. Họ không có quen thuộc với lại những cái khái niệm về cõi trời của Ấn Độ. Nhưng họ đọc như vậy họ không thấy thấm. Cho nên khi mà mình áp dụng thực tế như vậy thì mình không có phải là mình chỉ áp dụng một cách máy móc cho những người mà không biết đến những cái khái niệm về các cõi trời. Có thể mình dùng những cái cách nào khác tùy theo cái lòng tin và cái sự thông hiểu của họ. Mà cái nguyên tắc ở đây tức là hướng họ từ từ đến những cái tầng bậc, những cái loại hạnh phúc càng ngày càng tinh tế hơn. Để mà họ buông bỏ những cái hạnh phúc thô tháo, những cái sự ham muốn thô tháo, hướng đến những cái hạnh phúc về tâm linh hơn. Đoạn cuối cùng là buông bỏ tất cả. Cơ bản của sự điều chỉnh như vậy là tiến hành dần dần từ bất cứ biểu hiện chấp trước nào của bệnh nhân ngay lúc ấy để gia tăng mức độ xả ly, tạo điều kiện giúp bệnh nhân có thể buông xả trong một mức độ nào đó ngay lúc ấy. Thành ra cái chỗ này rất là khó. Mình phải có kinh nghiệm, cái người khuyên lơn, cái người khỏe mạnh mà tới thăm, người chăm sóc bệnh nhân, cái người ấy phải có kinh nghiệm và phải có một cái sự nhận xét tinh tế, tức là phải có niệm, sự tỉnh giác cao độ để biết được là ngay lúc đó là bệnh nhân còn đang bám chấp vào cái gì. Rồi mình phải nói như thế nào để họ buông cái bám chấp đó. Rồi hướng về, có thể là họ hướng về thẳng về cái mục đích tối hậu, nhưng mà cũng có thể không. Đa phần là họ không. Thành thử ra mình phải hướng tới một cái cấp bậc cao hơn một chút xíu nữa. Để mà họ buông cái thấp mà hướng về cái cao, rồi đưa lên cái cao hơn nữa, cao hơn nữa, cao hơn nữa. Cái điều đó rất khó. Đây là lý tưởng. Nhưng mà đây là một cái hướng dẫn để mình suy gẫm. Quy trình dần dần điều chỉnh ý định hướng đến hạnh phúc trở nên đặc biệt rõ ràng hơn. Trong các lời khuyên ghi lại trong bài kinh tạp A Tràm A Hàm ở trên, theo đó mỗi lần bệnh nhân buông bỏ những gì thô thiển và hướng đến một cái gì đó tinh tế, cái chữ thô tháo đúng hơn là thô thiển, hướng đến một cái gì đó tinh tế, người chăm sóc nên tùy hỷ khen ngợi bệnh nhân ấy. Cái chỗ này là cái điểm hay của cái bài kinh A Hàm, tức là mình phải khen khi họ hướng tới cái gì cao, họ buông cái thô thô tháo phía dưới, là mình khen họ, mình động viên tinh thần của họ. Bằng cách này, bệnh nhân được sự hỗ trợ khuyến khích liên tục để tiếp tục tinh luyện dần dần các loại hạnh phúc, cho đến cuối cùng người ấy có thể buông xả hoàn toàn và đạt đến một mức độ rất cao của sự tự do, thoát khỏi các chấp thủ. Chính xác bằng cách thực hành theo phương pháp tiệm tiến này là phải đưa họ đến từ từ. Bên cạnh việc cung cấp những hướng dẫn cơ bản cho việc chăm sóc giảm nhẹ của Phật giáo, bài kinh cũng nêu ra tiềm năng của thời gian tiến gần đến cái chết có thể là một cơ hội dẫn đến một mức độ giải thoát mà trước đó không thể thực hiện khi còn khỏe mạnh. Phần kết luận của cả hai phiên bản trong Tạp A Hàm và Tương Ưng Bộ tuyên bố rõ ràng rằng giờ phút lâm chung có thể là một cơ hội cho một vị đệ tử cư sĩ tiến đến cùng một cấp độ giải thoát như một vị tu sĩ đã đạt đến trong nhiều năm trước. Một sự tiến bộ đáng kể như thế xảy ra đơn giản là do những hành động của cái chết gần kề làm thăng hoa tâm trí để tiến đến giải thoát. Cái chỗ này cũng rất là hay. Cái điểm này mà Ngài Tỳ Khưu Anadayo đưa ra đó. Thấy rằng đôi khi đó là một tâm lý rất thông thường, ngay cả xảy xảy ra cho chính bản thân của chúng tôi nữa.
là mình biết hết á, mình cũng có tu tập á, mình cũng có hành thiền lai rai, mình cũng cố gắng giữ giới, cũng cố gắng có lòng tin, nhưng mà mình coi thường, bởi vì mình nghĩ là mình còn khỏe mạnh, mình biết hết á, nhưng mà mình không có quan tâm nhiều lắm, bởi vì mình nghĩ rằng là cái chết còn lâu lắm mới chết, nên là mình không có một cái sự bức xúc, dồn hết cái nỗ lực để mà tu tập, mặc dù mình biết hết. Nhưng mà tới khi mà gần chết rồi, nếu mà mình vẫn còn tỉnh thức sáng suốt thấy rõ ràng là mình biết rằng không còn đường thoát nữa, cái chết gần kề rồi, trở nên bức xúc thôi, cấp bách thôi. Thì lúc đó mình chú tâm hơn, mình dồn hết năng lực vào trong đó là buông xả. Rồi đó là cái điểm đó, tức là nếu mình nhìn một cái khía cạnh khác, tức là khi mình thấy cái chết gần kề trong giây phút, trong những cái giờ phút cuối cùng rồi, thì mình thấy không có cái gì mà phải lo lắng, phải quan tâm nữa. Bây giờ chỉ còn có làm sao để buông xả, để hướng một cái loại hạnh phúc mà cao cao thượng nhất, tức là niết bàn, hoặc là ở cái cõi trời cao nhất. Thì lúc đó là mình không còn có ý nghĩ là lơ là hay là buông lung nữa. Đó là cái ý của cái đó, phóng dật gì hết, tức là không còn thời giờ nữa rồi. Thì đó đôi khi cái chết là một cái dịp tốt cuối cùng để cho mình bắt để mà thăng tiến. Đó là cái ý của ngài Tỳ Khưu Anarayo. Nên ra mình cũng là cái dịp đó mình nhắc nhở mình không có sợ chết. Dĩ nhiên ai cũng sợ chứ không phải là không, nhưng mà đây là một cái khía cạnh để mình suy tư, thì không có sợ cái chết, biết đâu cái chết nó sẽ giúp cho mình thăng hoa. Tác động chuyển hóa mà cái chết có thể tạo ra trong tâm trí, một sự chuyển hóa mà lý tưởng nhất phải được tu dưỡng từ trước những lúc giây phút lâm chung, đã được ông Reynolds viết như sau. Đây là cái thì của Anarayo mới trích một cái đoạn văn của ông Reynolds. Mà đáng lẽ đó cái tác động của cái sự chuyển hóa, tức là mình phải suy suy tư về cái chết ngay bây giờ để mình thấy nó riết cái quỹ thời gian không còn cấp bách ghê lắm. Nhiều khi mình không để ý rồi mình cho rằng hãy cứ nghĩ tới chết là bi quan này chứ, mà thật sự đó là một cái thực tế. Mình đi đâu mình phải sửa soạn, đi hành hương sửa soạn cả năm, đi Mỹ cũng xin visa rồi để dành tiền, rồi để tìm hiểu nước Mỹ như thế nào, hoặc là mình đi qua Ai Cập Sa Kim thăm kim tự tháp này kia, mình cũng suy tư suy tính hoạch định này nọ, mà tại sao cái chết là cái không thể tránh được, mà tại sao mình không có sửa soạn như này? Mà khi mình thấy được như vậy rồi thì mình thấy cái sự bức xúc cấp bách phải dồn hết cái nỗ lực, cái thời gian còn lại mà khi mình còn sống. Cái chết tiếp tục hoạt động như một giới hạn để đặt câu hỏi về giá trị của tất cả những sự thỏa mãn và lạc thú có thể đạt được trong sự hiện hữu này của thế gian. Cái câu này rất là hay, bởi vì hôm qua chúng tôi có đưa ra một câu thôi để khơi ý của mọi người ở trong Facebook, là mình thấy bây giờ nam như nữ chứ không phải chỉ có nữ thôi, chạy theo những cái nhu cầu vật chất quần áo quá nhiều. Bây giờ không nói đâu xa, ngay trong gia đình chúng tôi cũng vậy, cô con gái nhà có đi rồi có để lại cả trăm đôi giày. Mình nhìn thấy sợ luôn, để làm gì, mỗi lần về nhà là phải thấy khổ sở, mà bây giờ có qua đời hay chết đi làm sao đây. Rồi thì chết có mang được hay không, quần áo đủ thứ chạy theo thời trang, mỗi mùa một bộ này kia, mà đâu phải một bộ một mùa đâu, hai ba bộ, rồi chúng tôi xem hình đó này kia, đi dạ hội là một bộ khác, mà đi chùa là bộ khác. Ngày xưa đi chùa chỉ có bộ áo trắng áo nâu thôi, bây giờ đủ kiểu hết, cũng là áo trắng áo nâu nhưng mà mai kiểu này kiểu kia đủ thứ, để làm gì, cái chết có mang được theo được hay không. Mà thay ra mình nói thì dễ, nhưng mà mình đặt ra ngược trở lại để mình thấy cái thực tế, nó vừa tốn tiền vô ích, chỉ được chụp cái hình đó mà thỏa mãn cái tự ngã rồi đưa lên khoe với bạn bè rồi thôi. Dĩ nhiên mình cũng thích cái đẹp, bởi vì mình ở là một cái phàm nhân trong dục giới thì mình còn vướng mắc vào trong cái con mắt của mình, nhưng mà làm sao mình giảm thiểu vấn đề đó, mình có ý thức để mà giảm thiểu. Cho những ai thực sự thông hiểu những hệ lụy đau đớn của cái chết tiếp tục tái phát trong quá trình liên tục về sống, chết, tái sinh và tái tử, phản ứng thích duy nhất rõ ràng là phản ứng của chính Đức Phật và của các vị thánh đi theo bước chân của Ngài. Đối với các bậc thánh nhân ấy,
Mọi hiện tượng thực tế đều có tính vô thường, hủy diệt, đầy đau khổ. Kết quả là lòng ham muốn bị dập tắt và do đó đạt được niết bàn, bất tử, thoát giải thoát khỏi sự chi phối của cái chết. Bởi vì cái ý của ông Raynon nói rằng á, con người mình thấy là mình chạy theo mấy cái đó, còn Đức Phật và các vị thánh thánh tăng họ thấy, các vị thấy được điều đó. Nó là vô thường, nó là đau khổ, nó là hủy diệt, nên các ngài không có bám chấp vào những cái chuyện đó. Đó là cái sự khác biệt đối với các ngài, không còn bị dính vào cái bị tác động của cái chết nữa. Ngài ở trong cái trạng thái vô sinh mà bất tử. Những người được giải thoát khỏi sự chi phối của cái chết theo phương cách này tất nhiên cũng vẫn qua đời, nhưng phương cách họ làm được như vậy trở thành một biểu hiện của sự tự do nội tâm của họ, một trạng thái tinh thần ổn cố không lay chuyển của họ ngay cả khi cơ thể bị đau yếu và sắp gục ngã. Là bây giờ cái tinh thần họ vững chắc, những vị thánh nhân, những người thấy được cái sự vô thường, họ không còn bám vào trong đó, buông xả. Dĩ nhiên họ chết, tức là cái thân ngũ uẩn cũng sẽ ngừng hoạt động thôi, nhưng mà cái tâm của họ không bị ảnh hưởng. Một yếu tố có tầm quan trọng chính yếu để đạt được sự giải thoát như thế là chánh niệm. Cần phải có chánh niệm, sẽ được trình bày trong bài kinh được trích dẫn ở chương tiếp theo, và chương tuần sau sẽ nói về cái tầm, cái vai trò quan trọng của niệm và chánh niệm. Theo phương cách này, ngoài việc được dùng để đối diện với nỗi đau thể xác hoặc nỗi đau tinh thần lúc sầu khổ, ngoài việc tăng thêm phẩm chất cần thiết để quan sát, ghi nhận khi chăm sóc người bệnh nan y, chánh niệm còn có thể hỗ trợ người bệnh ngay cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống. Đó là cái đề tài ngài Adalayo giới thiệu sơ lược để chúng ta tìm hiểu thêm vào trong cái chương tiếp theo và tuần tới. Thì ở đây thì chúng tôi xin dừng lại ở đây. Đây, hôm nay cũng xin sám hối với quý vị là đã quá khoảng 13 phút rồi. Nhưng mà cái bài dịch thì cũng có nhiều cái chi tiết thông tin, thì chúng tôi xin mạo muội trễ lại một chút. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Lực có nhiều phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng và quý anh chị đạo hữu. Cầu mong cho tất cả được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và cũng xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị MC và trong ban và quản lý đã giúp cho cái buổi sinh hoạt được hoàn mãn tốt đẹp. Chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Tô hiệu là ứng cúng. Thank you.
Tôn hiệu là Chánh Kiến Tri. Bởi Ngài đã còn đắc 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh.